Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép con gửi lời chào đến quý vị ban giám khảo, chị Khả Như cùng quý vị khán giả đang có mặt hôm nay. Dạ, em tên là Minh Hạo, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Minh Hạo, bạn đến đây bạn đã sẵn sàng để vượt qua thử thách chưa? Dạ, em sẵn sàng. Minh Hạo đã sẵn sàng, 1 phút 30 giây bắt đầu. Wow, nhà này giàu quá. Trời ơi. À, sao đại ca đánh em? Mình tới đây làm gì? Tụi mình đi ăn trộm, chụp hình nha đại ca. Chụp hình để làm gì? Để làm bằng chứng ha. Rồi mắc mới gì la? Tại đang ăn mừng đó. Lại đây nói cái này. Vậy đại ca kêu em. Ủa đại ca, mình đi ăn trộm là mình phải nói chuyện nhỏ mà không được nói chuyện lớn hả đại ca? Tặng cái này luôn nghe. Ủa có quà hả? À, đại ca đánh em kìa. Em lại sai quy tắc. Chị được nói 5 chữ. Thôi tập trung lại đây. Có một cái cửa lớn. Để em vào bấm chuông. Trời ơi mày khùng quá. Để em vào đập cửa. Nhưng cái cửa bằng sắt. Em lại sai quy tắc. Ở cái cửa không đóng. Ôi cái cửa không gì. À cái cửa không khóa. Ông trời thương mình quá. Bắt đầu ăn trộm nha. Đếm từ 1 tới 5. Bắt đầu 1, 2, 3. Hình như chưa tới 5. Đại ca sai quy tắc. Nguyên tắc là của tao. Vậy còn em giờ sao? Sớm muộn cùng bị bắt. Thôi mình hãy đi về. Thôi xong đời tôi rồi. Giám khảo im lặng quá. Vậy là rớt rồi đó. Thưa chị Oanh em về. Thưa cô Cát con về. Thưa chú Dân con về. Cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ nha. Như cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin mời nhận xét của ban giám khảo. À, ai già xem kịch này anh mới thấy làm sao? Không thấy gì hết. Còn chị Phượng đi. Thì sao? Thấy nó hay hay. Chị thấy hay hay, em thấy hơi lạ lạ. Như thì em thấy sao? Như thì thấy cho điểm đi. À dạ. Còn em đây cho điểm. Ở đây hai phụ nữ thôi thì dành cho các em nói đi. À. Còn ông đó ông Dân làm sao cho coi được. À nếu mà tôi cầm cái này lên tôi cho bạn điểm thì tôi thấy nó không có được. Thôi ưu tiên hai người phụ nữ đủ rồi nha. Rồi vậy thì em yên tâm đã đến phòng chờ. Chúc mừng em nha. Mềm bụi này ngon quá. Em làm cái gì đó? Em đang lau dọn nè. Lau dọn cái gì? Bạn. Lấy cái khăn lên coi coi. Dạ. Ừ. Nè. Trời đất ơi. Anh nói bao nhiêu lần rồi. Không có được ăn me. Sao ăn hoài vậy? Em thèm. Thèm cái gì mà thèm? Nói rồi. Ăn me thì sẽ không thể đẻ được con trai. Muốn đẻ sanh được con trai là phải ăn ngọt. Hiểu chưa? Cái gì vậy anh? Đây. Con trai con gái á, là bác sĩ người ta nói rồi, là đâu phải là do cái chuyện ăn uống đâu. Nó ở trong cơ thể mình rồi. Con trai thì con trai, mà con gái là con gái thôi. Đâu có thể nào thay đổi được. Đâu phải do ăn uống đâu mà anh cứ ép ăn đồ ngọt hoài. Sao em ăn nổi? Ăn đồ ngọt nhiều mập á hả? Lên cân thì tiểu đường không có tốt đâu. Nè, bây giờ anh hỏi em một câu. Em có nghe lời anh hay không? Thôi được rồi, mệt quá à. Vợ bầu bí không thương thôi. Mới đi về cái la người ta rồi. Là sao không là? Đâu có rổ me đâu. Đâu? Chi hả? Đưa cho anh. Giấu hả? Anh giấu chờ anh đi ăn tiếp hay sao? Không được ăn rồi chưa? Trời ơi. Cái gì? Cái gì đây? Anh mua đồ cho em nè. Đó. Đó kẹo nè, thấy không? Đó. Cái gì vậy anh? Bánh nè, thấy chưa? Đủ loại bánh hết á. Tha hồ mà ăn. Đó. Cái gì? Em cứ ăn hết cái này cho anh. Đó. Bánh kem là kẹo nè chưa? Đó, kẹo có dâu nè. Rất là ngon, thấy chưa? Trời ơi. Đây, đây, đó, đường hoàng. Đường hoàng đặc biệt. Thấy chưa? Ăn là bổ dưỡng nha, em ăn như là tinh thần em sẽ sáng suốt. Đây, còn nữa nè. Đó, đây nè. Đường bon su siêu sạch nè. Chưa hết. Ăn cái này á thì sợ nó là em sẽ bị cổ nó khô đúng không?
có nước uống á, thấy chưa? Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi. Anh đừng có bày ra nữa. Em nhìn thấy đường ha, trời ơi, em ngán lên tới tận cổ. Em phun ra đó, anh nghĩ sao mà anh bắt em ăn đường, nguyên một bịch đường. Trời ơi, anh ơi, em không thể nào mà em ăn đồ ngọt nổi như vậy đâu. Anh bắt em phải ăn. Ngán em không được cãi. Không ăn nổi. Sao không ăn nổi? Cái này có gì đâu mà khó ăn. Trời ơi, em nhìn em cãi anh hoài. Em mệt quá. Mệt gì mà mệt. Đó, mệt là tại vì thiếu đường nên mới mệt. Hiểu chưa? Ăn đi. Nè, ăn nè. Ăn không? Anh mở thôi, cái thôi, 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 được rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ừ. Từ từ rồi em ăn ha. Ừ. Bây giờ em nói nghe nè. Sao? Chiều nay á em kho cá cho anh ăn nha. Chịu không? Sao em giỡn hoài vậy? Em biết anh là không thích ăn cá kho mà. À, em quên. À. À, vậy thôi. Chiều nay á em cũng giục luôn cái bộ cờ tướng này, cái em mua cho anh một bộ cờ lô tô nha. Quậy mà. Anh thích đánh cờ tướng đâu thích chơi lô tô đâu. À, anh cái gì thích... sở thích của anh em đừng có giờ mà bắt anh sửa hết trơn. Anh thích đánh cờ tướng, anh không thích chơi lô tô. À. Anh không bao giờ thích ăn cá kho. Đúng. Đó là sở thích của anh. Chứ sao? Vậy thì đây không phải là sở thích của em, mà sở thích của em đó là ăn me, ăn đồ chua, anh hiểu không? Trời ơi. Đưa đây. Tại sao á? Em gài anh phải không? Tại vì anh á, anh lúc nào anh cũng bắt người ta theo sở thích của anh. Còn anh thì không cho người ta được làm những gì theo sở thích của người ta. Nhưng mà anh là chồng em, anh nói em phải nghe. Nhưng mà em là vợ của anh. Em cứ cãi anh hoài vậy hả? Thôi em không cãi với anh nữa. Bây giờ em đi ra chợ nè, em mua một xe me về em ăn luôn. Cái gì không vậy? Nói chuyện với anh nữa. Em không nghĩ cho mình, em không nghĩ cho con mình chứ. Mất mình. Vợ ơi, gì không nói không bao giờ nó nghe. Tùng ơi, Tùng, có nhà không con? Tùng ơi, Tùng à, Tùng à. Xin lỗi, lộn nhà. Lộn nhà rồi, lộn nhà rồi. Ôi, xin lỗi chú nghe, lộn nhà. Vậy không phải. Ủa, nay chú không có đi quay phim hả? Sao chú ở nhà vậy? Hả? Dạ. Xin lỗi, tôi tưởng nhà cháu tôi. Xin lỗi nghe chứ chú Tài. Ôi, phải không chú? Hả? Sao mà nhìn mặt chú quen quen vậy? Hả? Dạ. Phải. Chú Tư phải không? Dạ đúng rồi. Ủa trời ơi, à, chú biết tôi luôn hả? Con Tùng nè. Tùng nào? Tí Tùng, cháu của chú. Trời ơi, cháu ruột cháu của chú mà chú không nhận ra là chết rồi. Mày đó hả Tùng? Dạ. Trời ơi, sao mày đập nát mặt mày làm giống như ông Chí Tài vậy trời? Trời ơi, giống thôi gì đập phát mà. Trời ơi, hồi nhỏ đó là gia đình thấy mày hao hao giống ông Chí Tài thôi. Mà không ngờ bây giờ mày đi đập nát, gắn thêm cái mụn ruồi ở đây nữa trời đất ơi. Tao vô tao tưởng tao lộn nhà ông Chí Tài không à. Trời ơi, sao vậy? Sao mà treo hình ổng tùm lum vậy? Thần tượng ổng. Thần tượng ổng. Sanh con trai mà giống ổng. Trời mày đi đâu quá. Ghép hình vô để trời. Ổng ơi, lộn nhà rồi, đi ra đi đứng hoài vậy. Đây, lộn nhà, nhà của nó. Vậy đi, hả? Đi. Trời đất ơi, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Ủa, ai vậy? Hiếm tự mày chứ ai? Vậy hả? Ờ. Sao đi giống khét quốc vậy? Bà nội này bà cũng giống mày nè. Đó, mặc dù tao là chú ruột của mày, nhưng mà bà đáng lẽ phải là thím cô ruột của mày thì đúng hơn á, bà cũng đi đập nát cái mặt bà nè. Ủa sao vậy? Mặt bà đó là mặt mâm mà giờ nè thành mặt chữ Y luôn, thấy rõ ràng không? Chữ Y người ta gọi là V lai. V đâu mà V? V người ta có cái hình vậy, còn bà là nó tuột xuống gì? Bà là Y lai. Hai bên họ biết, họ biết cái mặt Y như là chữ Y vậy đó. Thôi con mời chú thuyết ngồi. Tao đã nói mày rồi, mày có mê con trai thì mày mê, nhưng mà nó nghe nè, đừng có để. Sao vậy? Mày cắt cái hình ai đẹp đẹp chút xíu, cắt hình cha Chí Tài mày để lên, con mày mà nó đẻ ra mà nó già kiểu này là tao chạy trước á, mày hiểu không? Chú cứ vậy hoài, giỡn không à? Trời ơi, trời ơi. Dễ thương mà. Trời ơi, mày quá là mày, ông Chí Tài ông không biết mày, ông mà vô đây cái là ông sợ luôn đó, mày hiểu không? Mày cho ông trần truồng hết trơn tội vậy nè. Trần truồng, trần truồng. Cái gì? Con đứt cái gì? Ghép hình. Tội quá. Thế nên ngồi. Vậy giờ mời thiếu ngồi. Sao mặt trầm buồn vậy? Không, thì vào nhà cảm thấy ngôi nhà nó quá sang trọng và nó rất là hợp với dáng em. Bà nội, bà với Cà Mau chứ phải bà bên Mỹ, bà về ha. Bà nội chuyện gì thẳng cho tôi. Nghe chưa, đứng thẳng lên. Đứng thẳng không có được, nãy giờ cố gắng dữ lắm. Sao vậy thím? Sao vậy? Nặng quá. Kêu bà đàn sợi dây chuyền á, khoảng mà mấy chỉ thôi. Dạ. Bà chơi bà dến cho mày 12 cây. Ủa, đúng vậy. Đi ra đường á, ha, cướp nó chặt
cái đầu bà đó, bà không còn cái miệng để ăn cơm cho bà hay. Nguy hiểm lắm thiệt. Vô duyên quá. Nè, bây giờ có đem đồ lên tặng cho con. Dạ. Thím tặng cho con cốc ổi xoài nè, ở dưới quê cây nhà lá vườn nha. Đúng rồi, vợ mày có bầu đúng không? Nghe nói nó thích đồ chua. Hai vợ chồng ta đem đồ chua lên cho nó. Đúng rồi. Ôi, chú thím ơi, khổ quá. Con đang có cái lệnh là cấm ăn chua. Sao dạ? Kêu vợ con phải ăn ngọt, có đẻ là con trai mà cô chú thím đem ba cái thứ lên làm cái gì cho giết con rồi. Why? Cà Mau. Gì? Bà là Cà Mau. Bà mới đi học tiếng Anh có 2 ngày về nói tiếng Anh không à. Tại sao? Không có được uống rượu. Bà nói why gì đó? Không phải. Bà nói why, bà nói tiếng Anh là tại sao. Tại sao? Trời ơi, phát âm không có rõ mà cũng bày đặt nữa bà ơi. Nè, mày nghĩ sao vậy? Hả? Tự nhiên mày ép vợ mày cho ăn đồ ngọt hả? Dạ. Không cho ăn đồ chua. Không cho ăn đồ chua. Why? Tại sao? Tại sao? Người ta nói là ăn đồ ngọt thì sẽ con đẻ con trai à. Còn ăn đồ chua thì sẽ đẻ con gái à, mà cũng muốn con trai. Mà thí dụ nó đẻ con gái thì sao? No. Hả? Trai gái gì cũng như nhau à. Con nào cũng là con. Ừ. Con trai cũng là con. Con gái cũng là con. Con bóng. Gì vậy trời? Chính nói cái gì vậy? Trời đất ơi, bà này bà muốn nó đánh bà coi như là bòm đầu hay sao vậy? Tự nhiên chưa quên. Gì trù con bóng là sao? Con tôi bãi. Quên. Trời ơi, thím nói nửa câu rồi chú nói nguyên quạch tẹt rồi. Chết rồi. Thôi được rồi, hai chú cháu lâu ngày gặp nhau nói chuyện đi nha. Để thím đem đồ vô trong. Rồi thím có con gà, thím làm cơm cho cả nhà mình sum vầy với nhau. Ok. Như là bà chưa uống thuốc hay sao á. Sao thím đi chậm quá vậy thím? Bà sắp chết rồi đó mày. Ngày nào thím đi vậy? Bà ngày nói gì? Ban đêm ta đang nằm ngủ, bà cứ lướt qua lướt lại mấy lần tưởng ma không vậy đó. Bà nghe là chết. Bà nói mày nghe, mày đừng có cái tánh đó, hiểu không? Đừng có cho vợ mình ăn ngọt quá. Ăn cái gì mà nhiều quá là nó không có tác dụng, mà nó sẽ có cái hại trong đó, hiểu không? Ví dụ ăn chua nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn ngọt nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn mặn nhiều quá là sẽ phù thủng giống như mày. Mày hiểu không? Mày nhìn đi, mày bao giờ không có soi gương hả? Mặt mày bây giờ y như mặt mâm. Mặt gì đâu mà thiệt tình đấy đặt. Đem cái này lên cho vợ mày nó ăn. Đừng có ép nó, hiểu không? Sở thích nó muốn ăn cái gì nó ăn. Sanh con trai con gái cũng giống nhau thôi. Trời đất ơi, xoài chú mua gì nó có mấy chục dữ vậy? Trời, tao tính hốt hơn nguyên một chợ đem lên á, nhưng mà... Chú ơi, chú dẹp chú con đi. Dẹp cái gì mà dẹp? Cái gì mà dẹp? Con nó không cho nó ăn chua rồi mà chú có bỏ lên ngoài. Bỏ cái này lên cho con đi. Để ngọt vô. Dẹp hết ba cái đồ ngọt. Nó muốn ăn cái gì nó ăn, nghe không? Hồi xưa tao ép bà đó. Tao thích con gái đó. Tao thích con gái. Rồi chú cho ăn cái gì? Ăn đồ chua. Ép bà. Ép quá ép. Vẫn sanh ra con trai. Thấy không? Thằng con đầu lòng của chú là con trai. Thấy không? Mày đừng có ép. Chắc là chú sao đó chứ không có chuyện đó đâu. Sao gì? Tao nói thôi giờ nè. Cái gì? Con với chú lâu ngày rồi, không có chơi cờ tướng. Ha. À. Bây giờ chú cháu mình làm dán đi nha. Được không? Chơi cờ tướng hả? Cờ tướng. Ủa sao này mở sao vậy chú? Rồi. Đó, lấy ra đi. À, chú có vẻ chuyên nghiệp quá ha. Chuyên nghiệp cái gì? Đâu? Rồi. Xếp vô chú. Chú lấy con đỏ đi ha. Mày màu xanh phải không? Dạ. Rồi, sắp cờ đi. Ui. Dạ, dạ. Cái gì vậy? Trời ơi, ông tướng mà mày sắp ở đây là đâu có đúng. Ông tướng mà mày sắp từ lưa vậy? Chú ơi, chú làm sao rằng cờ tướng bằng con được? Ông tướng phải đứng ở chỗ này. Mày nghĩ sao ông tướng là phải tiến lên trên chứ? Tướng gì mà nấp tướng gì? Hiểu gì trên đây? Tướng cướp thì nó phải nấp. Trời đất ơi, triều đình bắt nó làm sao? Cha ơi là cha, đây là cờ tướng. Tướng sĩ tượng là quân sĩ triều đình, chứ không phải tướng cướp. Mày điên à, tướng cướp cái gì? Tướng là phải đi đầu, hiên ngang dẫn đầu. Con nói là tướng đứng đây. Tao nói tướng đứng đầu. Con nói tướng đứng đây. Tướng không có núp, tướng phải ở đây. Con nói tướng ở đây. Tao nói ở đây nha mày. Tại sao mày cãi được ngoài thằng lùn? Mày kêu ai là thằng lùn đó, thằng mặt mâm? Hả? Trời đất ơi, bây giờ mày sao? Hả?
mày hỗn quá trời quá đó các bạn. Không phải, nhưng mà tại vì giai dế là con kêu chú là chú thôi, chứ thật ra là tuổi của con là lớn hơn chú 2 tuổi mà. Lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà ông nội của mày là ba ruột của tao. Tao ra đời sau nhưng mà tao là con của ông nội mày lận. Mày hỗn hả mày? Mày hỗn hả? Hả? Bây giờ sao? Mày muốn tao quậy nát cái nhà này không? Hả? Thôi tao quậy cho mày coi. Hả? Tao quậy sang bằng cái nhà này luôn nè. Con cháu gì vậy mày? Hả? Mày im đi thằng Long. Không ra. À xin lỗi. Thôi lại đi, chú làm con bị bức xúc quá. Trời tức quá, tức quá. Trời ơi, tao ra đời sau nhưng mà tao ra đời sau nhưng mà tao vẫn là chú ruột của mày. Dạ con xin lỗi chú, con lỡ lời được chưa? Khổ quá vậy đánh cờ. Ngồi xuống mày. Mày tưởng mày bự hơn tao mày ngon hả đây? Mày là chó tao cho mày. Mày kêu tao lùng nữa tao giả tét miệng mày. Bây giờ chú đứng con có thấy chú cao nè. Ngồi xuống đi chú. Ờ, lùng trở lại rồi đó. Thôi nha. Giỡn chứ, chú làm dữ. Giỡn cái gì mà giỡn. Rồi. Đánh ham bởi vậy tao nói ha, cờ bạc á là lúc nào cũng vậy hết trơn á. Dạ. Ha, hay là nó sanh ra coi như là sang bằng không còn là chú cháu tôn tiêu trật tự vậy đó. Dẹp, không có chơi nữa. Lâu ngày không gặp rồi. Lâu quá rồi, hồi xưa hồi lúc còn nhỏ á, tụi mình hay chơi năm 10 nè, hay chơi quảnh tù xì nè. Bây giờ chơi quảnh tù xì đi. Cái này vui, quảnh tù xì vui nè. Quảnh tù xì tát nát mặt đi. Thôi. Đứa nào thua là bị tát nát mặt. Thôi chơi đó nó hại da mặt lắm, nó ảnh hưởng tới sắc đẹp lắm. Bơm quá phải không? Mày bơm quá, mày sợ tát văng silicon ra ngoài phải không? Có chú ơi. Hả? Mặt con này là nó mặt tự nhiên mà. Cái gì vậy nè? Giờ chơi gì ra? Ăn gì đây vô cho vui nè. Ê. Quảnh tù xì ăn me đi. Đứa nào thua ăn me. À. Cũng hay. Ăn hết để cho vợ con khỏi ăn. Ờ đúng rồi. đúng rồi. Dạ quánh tôi tiền nha. Dạ. Không ai cho ăn da nghe mày. Không ai nha. Rồi. Thua là phải ăn một trái nha. Rồi. Không đâu rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3. Ăn. Ngon lắm con. Me dốt. Tao nhìn không mà hai hàm răng tao muốn đi du lịch. Ê, rồi chơi tiếp con. Ừ. Đó, ừ đúng rồi. Rồi xong. Này, cái gì? Không chơi nữa. Sao vậy? Chú chơi ăn gian quá. Làm gì ăn gian? Nó ra cái búa hoài vậy. Ủa, ai biểu mày ngu mày ra cái kéo hoài chi? Mày biết người ta ra cái búa hoài thì mày ra cái khác đi. Ai biểu mày ngu mày ra cái kéo. Đúng không? Được rồi, chơi tiếp. Chơi tiếp không? Chắc chắn là cái búa đó nè. Chứ sao? Bắt đầu. 1, 2, 3. Cái gì kỳ vậy? Tao biết thế nào mày cũng ra cái bao à. Này, ăn đi bé yêu. Ô, một rổ me bé đã xài hết luôn rồi. Ăn đi, ngu mà ngu, ngu từ nhỏ tới lớn ngu. Biết người ta ra cái búa, ra cái bao là người ta sẽ ra cái kéo, mình phải ra cái búa. Hiểu chưa? Hiểu. Chơi nữa không? Ủa? Thôi còn trái chơi nữa đi, chơi nữa. Con chào chú. Ủa con? Trời ơi, chú Tư bữa nay đi đâu mà bảnh tỏn quá vậy ta? Chú đi ăn đám cưới. Trời ơi. Ngồi từ từ, ngồi từ dạ, từ. Dạ, nghe dạ. Nói con có bầu phải không? Dạ. Chú tí đi ăn đám cưới xong rồi ghé thăm con luôn. Ủa dạ. Mà bữa nay tao vui, trong lòng tao nó vui vậy. Ủa sao vậy chú? Có một cái cảm giác rất là sảng khoái luôn con. Mới trúng số phải không? Không có, còn hơn trúng số nữa. Ủa, rồi sao vui dữ vậy? Mới vừa tàn sát thằng chồng mày. Ủa, là sao nguyên chú? Một rổ me, chơi quảnh tù xì, đứa nào thua ăn me, nó ăn còn con trái. Cười hoài. Con trái thì chơi luôn đi, biết đâu tao ăn. Thua, đâu ăn. Coi chừng tao ăn, nó trả thù. Trả thù, phải không? Còn cái nè, nha, suy nghĩ kỹ nha. Chơi chú luôn. Suy nghĩ cho kỹ nha. 1, 2, 3. Lê. Lê. Nguyên xíu tị me mày ăn hết luôn rồi đó. Trời ơi chú ơi, con nhìn ảnh ăn me mà con
sướng gì đâu á chú. Tại chú Tư biết sao không? Tại vì anh cấm con ăn me mà chú Tư. Chú nghe rồi. Anh không cho con ăn me, thành ra bây giờ anh ăn me là con đã lắm luôn á. Nãy giờ chú la đó, không có được ăn cái gì quá lố. Dạ. Ví dụ ăn đồ ngọt quá nhiều cũng không nên, ăn chua quá nhiều cũng không tốt, mà ăn mặn quá nhiều cũng không được. Dạ. Không? Mà con đang có thai, con cũng vậy nữa, thấy không? Con lúc nào con thèm quá thì con hãy ăn, con đừng có ăn lố quá là cũng không có tốt, con hiểu chưa? Dạ. Đó, hiểu chưa? Mày ăn hết nguyên một siêu thị me nè. Ăn cơm đi. Thiển ra còn. Ai vậy? Thiển còn đó. Con giết một cái mà con đứng hình luôn đó. Có ai phụ tôi không? Dạ dạ dạ. Trời ơi, thiếp lấy ơi ra. Sao mà dạo này thiếp Tư khác dữ vậy nè? Bà chơi thân với Thẩm Mỹ Viện đó con. Càng ngày càng trẻ đúng không con? Đó là lý do mà con mới vui như vậy phải không? Không con, vui là ở đây. Hồi nãy giờ tàn sát chồng mày thấy vui, bà xuất hiện cái tao thấy tao thảng thốt. Từ nãy giờ tôi bên trong mà tôi nghe hết đó. Ông chơi xù xì với nó phải không? Ừ. Ông thắng nó đúng không? Nó thua ông chứ gì? Ừ. Nó ngu quá. Chứ gặp tôi mà tôi thua kiểu đó tôi cào mặt ông rồi. Mày nghĩ sao mà mày cứ ra một cái này phải đổi liên tục, mình phải có cái đầu, mình phải suy nghĩ chứ con. Thiếp, thiếp nhỏ hơn con 12 tuổi đó. Nhưng mà nói với bà bao nhiêu lần rồi, mặc dù vai vế là bà là lớn hơn nó, nhưng mà bà tuổi á, bà thua người ta tới mười mấy tuổi lận đó. Nhưng mà vẫn làm thím người ta. Thím nhưng mà xưng hô tên tuổi đàng hoàng dạy bà bao nhiêu lần rồi. Hả? Thần kinh không có ổn định. Sáng chiều uống thuốc, bà không uống thuốc. Chú Tư bình tĩnh đi chú Tư. Chú Tư bình tĩnh, mình nạt nộ bà mới chịu. Lúc nào la bà, mặt bà cũng như mặt bàn rồi đó. Không phản ứng một cái gì hết trơn. Từ ngày sửa cái mặt xong rồi, mặt căng ra, không còn cảm xúc. Giờ không biết trong lòng là vui hay buồn nữa đó. Tư. Mày thì vui hay buồn vậy? Vui lắm. Trời ơi. Sao vậy Tư? Đang rất vui, tại vì ông dạy đúng quá mà tôi đang rất vui. À, nói vui đó thấy chưa? Mày căng quá mà. Nếu bộ, căng. Như vậy buồn sao thím Tư? Đó bà đang buồn đó. Ủa sao nó giống y chang vậy? Cơ mặt bị chết rồi con. Trời ơi, khổ quá. Con bây giờ bỏ đi, bây giờ mình vô cái vấn đề chính nè. Mình ăn uống đồ đàng hoàng, con có bầu đó. Nghe không, con phải ăn uống đàng hoàng nghe không con? Nhưng mà sẵn có thím Tư với lại chú Tư ở đây á, nói với chồng con giùm con một tiếng đi. Tối ngày bắt con ăn đồ ngọt hoài à. Ăn từ sáng tới tối, bắt con ăn nguyên một cái bọc đường, làm sao mà con ăn nổi. Ảnh á, là ảnh nghĩ rằng á, là ăn đồ ngọt á, thì mới có con trai. Còn con thèm chua là chỉ đẻ ra con gái thôi hà. Thì hồi nãy thím cũng đã nói nó rồi, con trai con gái gì cũng là con của mình hết. Dạ. Con trai cũng là con gái cũng là con bóng. Trời đất ơi. Sao tự nhiên không chịu ngăn cái mặt của tôi lại, cái miệng của tôi lại, biết tôi nói bậy rồi mà để ngăn tôi nói sao hết mà ngăn. Có miệng bác kìa, bây giờ nói chuyện cũng không có thoải mái được. Hồi xưa miệng rộng á thì kệ nó đi, đi mai ở phía trong rồi nè, mai lại rồi giờ nói chuyện á, nói mở miệng không được. Bực mình à. Sáng chiều uống thuốc không uống. Con bị gì vậy? Con xin phép vô trong. Anh đi đâu? Giờ này đi đâu? Giờ này là giờ ăn uống rồi nè. Ăn cái gì? Không phải chua nó có cái tác dụng đó. Ăn chua uống nước mặn mặn bây giờ. Sao nó hoài? Trời ơi. Thấy chưa? Mày thấy ăn một cái món gì đó mà nó quá lố thì nó sẽ gây tác hại chưa? Anh ơi. Nói xong chưa? Anh ơi, anh nó đang... yếu quá rồi con. Dẫn nó đi đi con ơi. Để em vô nó không. Anh hả? Trời ơi, anh có sao không vậy anh? Sắp vô toilet vẫn có bông rồi phô. Ôi nè, nghe em nói đây nè. Bây giờ nè, có bắt em ăn đồ ngọt để có con trai nữa hay không? Không. Hứa rồi chú. Anh hứa. Có cô chú làm chứng. Thôi cho nó đi đi, nó chịu hết nổi rồi. Đi đi. Cảm ơn. Khoan, để thím nói với con một lời nè. Dạ, để có đây. Nhiều thím nói là lệ em con thím. Đáng đời. Trời ơi, có vậy thôi à. Trời ơi, trễ rồi. Con qua bên kia, ấy nè. Tôi cho heo ấy đâu, bảo cái heo bà ấy là sai bà ấy. Nhìn bà nùi. Trời ơi, thì giờ ranh giới ai chỗ đó người ta làm đi.
tự nhiên cái gì mần chi rồi chen với tôi rồi giờ la tôi vậy? Dạ? Con em, dạ. bắt quả tang. Dạ, cô lính đừng bắt quả tang. Cô nào? Mẹ ơi, anh lính hả? Trời ơi, sao mà để tóc dài phủ phê tưởng là đàn bà không à? Im đi, hai người giữ nguyên hiện trường. Nó nghe nè, lính sao mà lính lớn kỹ kỳ vậy lính? Mấy bà, tao ba cái hiện trường này thấy ghê hả? Nó ấy ở đây thì đứng đây được rồi. Ủa mà tôi làm cái bị cái tội gì? Tôi đâu có giết người cướp của nào rồi bắt tôi. Nè, bà không cần nói nhiều, bà đứng yên đi. Những lời khai của bà sẽ là bằng chứng trước xã. Đứng lại. Trời ơi, tao nói đạp nguyên một đống ấy luôn à. Mèn ơi, hèn gì đứng kênh người tưởng dáng đứng của xã ai già dáng em đứng đạp bạn. Này coi mày. Trời ơi, mày chùi gì á mày? Dính tay đi chùi đại. Trời đất ơi, hết chỗ này rồi dính chỗ kia này ấy. Mày dạ. Đi ra. Trời ơi, bà đứng yên tại trận. Bay. Dạ. Vui. Dạ thưa xã, con không biết con đứng đâu tại chỗ nào cũng bất hồ. Mày bây giờ mày nghe tao nè. Dạ. Đứng đâu đứng y chỗ đó. Dạ. Đừng có di chuyển rồi trây trét ra. Cái mùi này nãy giờ nó xông lên tao muốn nín thở rồi nè. Dạ. Mày làm việc với hai cái con mắm này đi. Tội nặng lắm. Nè. Ủa tội gì? Tội gì mà làm cái gì mà kêu tôi làm mắm này mắm nọ. Có tên có tuổi đàng hoàng chứ. Trời đất ơi. Bà hỏi bà tội gì hả bà? Tội gì? Người coi đi. Ô nhiễm môi trường. Thấy không? Trời ơi, cái này là con vật nó ấy đâu phải tụi con ấy đâu mà giờ kêu tụi con ô nhiễm môi trường. Đừng lấn chiếm đất cầm phải không? Để con xử cái vụ này qua. Bây giờ tới phần trách nhiệm của con rồi. Mời Quang bước ra đằng sau. Thôi Quang đứng đó đi. Quang bước Quang đá văng lung tung nó mệt lắm. Để con động. Hết nổi rồi. Tất cả. Cái gì? Để con quạt cho Quang nha. Quang ơi. Quạt cái... mày ơi. Trời đất ơi, mày hất ở dưới lên để cho chết tao hả? Trời đất ơi. Quang ơi. Cho nó chắc cú. Trước cái chỗ dân làng Quang đừng có kẹp cái này không được Quang. Rồi. Trời nói chuyện với mấy người nè. Đó. Hay quá, sáng tạo quá. Ủa sao tự nhiên bịch bùng như là Ả Rập Xê Út vậy? Trời, mấy người thử quen mấy mùi này rồi. Còn tôi, hương chất hậu trời, tôi làm gì tôi thử được mấy mùi này. Tôi không có chịu nổi, hiểu chưa? Trời. Dạ. Dạ thưa quan, để con luận tội mấy đứa này. Chưa gì mà nó già mồm nó nhảy vô trong họng mình không à. Dạ thưa quan, để con đọc. Phụng Thiên thừa giận. Quá. Dạ. Phụng Thiên thừa giận. Phải gỡ cái này ra tôi. Thì Phụng Thiên thừa giận. Dạ không có, con đọc lâu. Cái này chiếu chỉ của triều đình hả mày? Đây rồi quan. Để con xin phép đọc lại. Xuân hạ thu đông. Trời ban. Báo thời tiết ở đây hả? Trời ban ngũ cốc. Đến trong thế hả? Lộn văn. Đây à. Con đọc đó quan. Quan quan thư cu. Tại Hà Chi Châu. Hiểu. Mày dắt nguyên đám mày vô lầu xanh chơi bời đâu hả mày? Thì đâu có đâu. Chứ cái vụ gì mà có yếu điệu. Hả? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái vụ này cái đơn ly dị. Cái đơn ly dị mà mày cũng đem ra đây nữa. Vậy thôi Quang nói luôn đi chứ nãy giờ không dịch vậy. Mày đừng có nói với tao hầu tối này mày trốn vợ mày vô lầu xanh. Mày ngủ ở trầm. Mà tao vừa bản mặt mày tao biết mày ngủ với ai nè. Ngủ với ai vậy Quang? Mày ngủ với con Hường phải không? Trời ơi. Rồi con Hường nó quánh má hồng mày nè. Cái vụ này tao quen lắm nha mày. Trời Quang ơi, tha mạng nha. Không có, tự giờ tối qua con lỡ dạy. Nó mời con vô con khám nó. Không, con khám cái chỗ đó coi thuế má nó đủ không. Dạ nhưng mà cái vụ tội bên này nó đang nặng lắm Quang xử tội cho nó đi Quang. Tội lấn chiếm đất công, gây ô nhiễm môi trường. Ha, tội này là nặng lắm. Tụi bay cầm đầu hai con mắm này. Phản đối vô hiệu. Sao vô hiệu? Ủa mấy ông nói đây là cái đất gì? Đây là cái đất công hả? Không hề nghe. Cái miếng đất này là miếng đất là nhà quan chết chủ. Đất quan chết chủ hồi nào tới giờ có ai vào đây gọi là đất của họ đâu?
cho nên á là tôi cho heo của tôi nó vô đây nó ấy, mà nó ấy là nó ấy cái chỗ đất quan này chứ không phải là đất công. Khi nào nó ấy trong nhà của quan á thì quan mới phạt của tôi. Lộ gì chứ là chưa bao giờ có cái luật nào mà cấm heo ỉ hết á. Nè, tụi mày không hiểu hả? Đất này là đất công thuộc dạng triều đình quản lý, mà triều đình đâu có ở đây, có chỉ có tụi tao ở đây thôi. Tụi tao thừa lĩnh của triều đình, bắt tại trận tụi bay cho heo lên nó ỉ vô trong đất công, vậy là bay phạm tội ỉ trong đất công. Hoàng nói đại đi, thúi quá Hoàng ơi. Ủa mình này ừ, hả? Vậy cũng là hỏi Hoàng nè, vợ của Hoàng đem chó ra ngoài này ỉ được, rồi con của quan đem gà vịt ra ngoài để ỉ được, tại sao quan không phạt mà hà cớ nhiều quan phạt tụi tôi là sao chứ? Quan ơi quan, cho con ý kiến nè quan, mấy cái cục này là ấy là của tụi con thiệt, của con heo của tụi con thiệt, còn quan nhìn đi, riêng cái cục này cũng đảm bảo của gia đình nhà quan nè. Trời ơi, tao nói nó bự, nó dài thòn lòn bự chả bá lửa à. Này là của con bò nhà quan đó, rồi nó ra đây nó ấy thu quắc luôn à. Bây giờ không có nói nhiều. Dạ. Tàn chứng rành rành là phải không mày Vui? Dạ đúng rồi. Nộp phạt. Nộp phạt mấy chú. Nộp phạt. Ủa rồi nộp nhiêu? Nộp nhiêu vậy? Mỗi người 200 quan. Trời ơi. Tiền đó mà tụi tôi nộp phạt qua như vậy chứ. Hai quan còn có lấy đâu mà đi. Phản đối. Cái gì? Mấy người muốn manh động ở đây hả? Quan, bây giờ mình cái tội này là cái tội phản đối cái tội ấy, bây giờ mình xử heo đi quan. Đúng, bây giờ nếu mà không có đóng tiền nộp phạt á thì mỗi người nằm xuống đây. Đúng rồi. Cho hai thằng lính vệ nè, nó đè nó quýnh mỗi người 600 heo. Mẹ ơi phản đối mấy người làm gì vậy? Mấy người với tôi hả? Mấy người làm gì vậy? Tôi phản đối bất công. Quýnh tôi. Mày quýnh đi. Phản đối. Ba. Để tao qua tao coi lại coi. Dạ. Có chân đạp. Thằng ơi. Nè. Có tiền nộp phạt không? Không. Không có tiền nộp phạt á. Ha. Thì chịu 600 heo. Mày 600 heo hay là tiền nộp phạt? Không. 600 quan. Không. Quýnh cho tao tụi bay. Quýnh. Tao thấy tụi bay quýnh bả mà tao hết nghe thúi luôn á. Con mắm xanh lè này, tụi nó quýnh bà nhẹ hiu à, mà bà làm quá. Bây giờ tới tôi quýnh nè, chịu nổi 10 heo không? Tổ bà không có tiền nữa bạc. Ý đúng rồi. Thôi tao quýnh này ha. Quýnh này qua. Trời ơi. Nộp phạt đi bà, ép ơi đau quá. Ê bà sao kỳ vậy bà? Tất cả im lặng nghe quan phán. Dạ. Nè, bây giờ tụi bay nộp phạt phải không? Dạ. Được. Tụi bay không bao giờ mà chịu nổi những cái đòn rồi mà tụi tao đưa ra đâu. Bây giờ bắt được tụi bay tại trận, tụi bay làm ô nhiễm môi trường, làm trên cái miếng đất công này nó không còn nhìn ra công nữa. Hai đứa tụi bay phải nộp phạt 100 quan. Ủa tiền đâu? Có mấy cục gì mà lấy 100 quan là tiền đâu mà trả mấy cái vụ này đây? Y như luật định chứ tiền đâu mà trả gì? Ủa, nhưng mà luật đưa ra mà tụi tôi không có tiền phạt thì làm sao? Quan ơi. Thì giờ mình vậy là nó hở luật rồi đó quan. Hở luật giờ mình tính sao? Hở luật hả? Dạ. Giờ tính sao đây? Bây giờ mình sửa luật đi. Sửa sao? Thì sửa được chứ bộ. Y nó nói mình vừa làm vừa sửa được không quan? Được mày. Chuyện lớn còn sửa được mà chuyện này nhỏ xíu có gì đâu. Sửa luật đâu có ăn nhầm gì đâu. Nó là chữ thôi phải không? Bôi vài hàng ăn được vài đồng xứng lấy màu. Mình sửa lại cái đâu có ăn nhầm gì. Dạ đúng rồi. Vậy giờ quan. Bây giờ tao sửa nè. Cái chưa.
quan dễ chịu quá. Tụi bay không có khả năng nộp phạt thì phải chịu nhục hình. Dạ. Nằm xuống đây tao quýnh tiếp. Cứ bây giờ vậy nè, 100 quan, không? Thì 20 quan á quy đổi thành 10 heo. À. Người thiếu 100 quan tức là 50 heo. Không có tiền thì đè ra quất tiếp. Ôi, phản đối, 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 nên y luật. Chuyện gì xảy ra? Dít dít con heo ấy qua bên chỗ đất của tôi hả? Để đổ thừa tôi hả? Bà gì bà? Bà rảnh ghê, cái cục này của bà thì bà mang về bà hưởng. Thì tự nhiên bà kêu qua bà đưa cho tôi là sao bà? Trời ơi, tao nói tôi cho vô ổng đi. Hả? Không xứng đâu. Nằm giữa đống vàng, ổng nằm giữa đống ấy mà ổng ngủ được hay thiệt á. Ê, bắt được tại trận ha? Hai con mẹ đến chơi dít tú cầu phân hả? Giỡn mặt hả? Nè, nộp phạt bữa còn chưa tởn, bữa nay còn cái trò dơ dế này phải không? Dạ, thưa xã. Dạ thật sự ra là heo của con ép nè. Dạ, nó cứ ấy ra ngoài cái chỗ đất này hoài. Cho nên nó hôm nay con ra đây con thấy con tức quá. Con mới la nó. Con mới tại sao xã nó biểu là đừng có cho heo ấy mà tại sao ấy hoài. Con tức quá, con dít hoài vậy đó hoài. Ê, bà nuôi, bà đừng có mà vu khống hay chưa? Dạ. Bà nghĩ sao vậy? Tôi từ ngày mà tôi bị phạt 100 quan là tôi đã muốn chết rồi. Bà nghĩ sao mà tôi cho heo ra ấy đây được? Tôi nhốt heo trong chuồng nhà tôi rồi. Heo tôi nó không có ra đây ấy. Heo này là heo của bà. Quan, con... Nên! Lính lại. Tao sai mày canh rồi mày thấy heo của con nào qua đây ấy. Có phải cái heo của tôi không? Tôi không có biết heo nào mà thấy hai bà, nghe hai bà dít cái này vô người tôi nè. Trời ơi, anh lính lệ ơi, anh ngủ say, anh không có biết gì hết trơn á. Anh giao mày rồi mày ra mày nằm mày ngủ hả mày? Hả? Thôi bây giờ xã bây giờ con nói nghe là cái chuyện này con oan ức lắm xã ha. Xã phải làm cho ra lẽ cho con, hôm nay xã phải xử cho ra lẽ. Heo của bà ấy mà cứ một hai đổ thừa con hoài. Nếu mà xã mà xử cho công bằng hả, con sẽ làm cho con sẽ bán con heo rồi con sẽ bỏ ra 20 quan để là con tài trợ quỹ học bổng cho bên xã mình á. Được rồi, bán heo tài trợ quỹ học bổng nữa hả? Dạ. Nhiều quan? 20 quan. 20 quan. Dạ. Được. Xử cho công bằng. Được, tao ghi nhận. Lính lệ. Dạ. Mày hành lạc cho tao. Dạ. Trời gì? Quên, hành luật. Mày lãnh chứng cái vụ luật này đó. Dạ, con quang làm chứng. Quang ơi, con nói quang. Quang là người công minh, gương mặt quang lúc nào cũng sáng rực rỡ như dần thái dương vậy đó. Trời ơi, cái gì mà quang vừa nghe bà này ủng hộ gì mà tài trợ 20 quan, cái quang hành lạc liền là sao vậy? Bây giờ nè con nè, con ủng hộ tài trợ cho học sinh nghèo sau khi bán heo sau là con 30 quan. À. Dạ, con tài trợ cho người già 40 quan. 45 chục. 46 chục. 7 chục. 80 vàng heo luôn, chơi luôn. Rồi 100 quan. Thôi. Bây giờ y chang đóng tiền phạt vậy trời. Bây giờ mấy người không có chịu, mấy cái đống đó là của ai hết trơn trời phải không? Không phải của con. Không phải của con. Hai người không chịu phải không? Dạ. Được rồi, nuôi mày không có lợi ích gì trơn trời. Kêu mày canh mà mày còn làm gì ha. Được rồi, bay đâu? Cho đòi quan pháp y vô đây. Mời quan. Trời, pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Quan gọi em. Mày là pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Kể từ ngày về đầu quân cho quan, con đã vừa mài kinh sự và sáng hôm nay con chính thức có bằng pháp y. Được. Xin quan hãy cho con thể hiện khả năng của mình. Được. Đến đây. Dạ. Xe ra. Trời ơi,
pháp y này nhìn cũng sang trọng ha. Mày nhìn cái đống này. Dạ. Rồi mày phân tích mổ xẻ, mày coi cái đống này ai là chủ nhân của nó. Dạ, tuân lệnh qua. Trời, pháp y nhìn sang quá mà chỉ suốt ngày đi coi ấy, xét nghiệm ấy, coi là cái ấy này của ai ha. Cái này nữa nè. Dạ thưa quan, con phát hiện có mùi khoai lang Dương Ngọc. Trời ơi mèn ơi, mùi khoai lang Dương Ngọc luôn của nhà ăn mẹ này nè. Mẹ ăn khoai lang riết mà người mẹ xanh như củ khoai lang luôn nè. Dạ. Bà. Dạ. Bà là chủ nhân của cái đống này phải không? Dạ không. Dạ nhiều khi con heo của nhà bà này nè qua là càng quét cái rẫy khoai lang nhà con, nhiều khi là heo của bà ăn khoai lang làm sao chứ. Khoai ơi, cho bà nuôi, bà nuôi. Sao bà cứ vu khống tôi hoài vậy bà nuôi? Còn gì nữa? Quang ơi, hả? Con phát hiện thấy có xác mít nữa Quang. Dạ, nhà bà nuôi trồng cây mít. Bà rảnh quá, con heo nhà bà nó mê cây mít nhà tôi, ngày nào nó cũng lội bộ qua, nó ăn một mớ mít xong nó về đó. Rồi nó ấy một mớ mít ra là của bà đó. Nuôi đó heo nhà bà đó. Heo nhà bà. Heo của bà. Heo của bà. Heo của bà. Mày lẹ lên, của ai? Đừng nói lát của tao luôn đi à. Dạ thưa Quang, bây giờ muốn biết kết quả chính xác thì Quang phải cho con đem cái này về thư phòng. Chị, để con tái chế lại con mới biết chính xác là của ai. Mày ngu quá, ở đây thử chưa đã đem về phòng mày thử mày. Thôi kệ người ta đi, đó là cái nghiệp của người ta. Từ nhỏ ta sanh ra là ta đã thích thử cái mùi ấy rồi. Dạ thưa Quang, con xin Quang hãy ba cho con cái đống này để con về nhà con nghiên cứu à. Được. Mang về quá. Đi ông mang mấy đống này được. Dạ. Bây giờ chưa biết ai là chủ nhân của cái đống này. Lính lại. Dạ. Ngửa cái nón ra, ta hốt sạch cái này, ta đem về thư phòng để mà tìm ra ai là người gây ra cái sự ô nhiễm này. Chuyện lớn Quang ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ý chỉ của Thánh Thượng tới. Gì? Quỳ xuống tiếp chị. Quỳ xuống. Phụng Thiên thừa dẫn, Hoàng đế kêu giết. Bấy lâu nay ta xét thấy xã Quang Đàn là dùng trùng hợp chuyện phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Này, ta quyết định xây dựng cho xã một trụ sở kinh tài chăm lo thu thuế. Cho nên ta đã quyết định chọn bãi đất trống tại làng này mà xây dựng. Để đảm bảo tính công bằng, ta sẽ bồi hoàn thỏa đáng cho ai là chủ sở hữu của nó. Khâm thử. Khâm thử. Đen nó không tôn trọng giấc ngủ của xã gì hết trơn, chậu vậy. Trời ơi, cái heo của con tự nhiên sáng ra giải mình chết. Ôi Hoàng, không biết sao heo của con chết ngắt hết trơn rồi Hoàng ơi. Heo của con nó cũng chết hết rồi Hoàng ơi. Hoàng ơi. Nào, heo nào chết? Dạ heo của tôi chết. Heo mày bị sao chết? Không hiểu nữa, tự nhiên sao ra cái chuồng heo con nào cũng thấy trợn tròng trắng mắt là chết hết rồi. Trời ơi. Heo mày. Dạ heo của con cũng biết nó ăn cái gì nữa mà trời ơi, nó nằm lật ngửa là nó dơ bốn cái chân lên trên trời, nó chết cứng nhắc luôn à. Tội nghiệp quá. Dạ. Thôi tụi bay đừng có buồn, mai mốt rồi tao sẽ đền cho tụi bay đứa con heo con để làm giống nuôi lại. Dạ, cảm ơn Quang. Quang ơi, giấc ngủ của Quang được hẳn phải không Quang? Tại sao ở nhà Quang không ngủ mà Quang ra ngoài này Quang ngủ vậy? Ở ngoài kia ở nhà không có mùi. Không mùi quen gì? Mùi không đang. Ủa mùi gì? Trời ơi, mùi ấy. Ủa sao tự nhiên ở đây phân heo quá trời vậy? Mà ấy của mình chết hết rồi, heo của mình chết rồi thì sao ra cái ấy nữa? Ủa mà sao heo tôi chết hết trơn mà tự nhiên ấy đây cả đống luôn vậy? Sao nhiều quá vậy? Ấy của ai vậy? Ủa mà sao ấy ai mà nhiều quá vậy? Chẳng lẽ Quang có ngủ đây có một buổi mà Quang ấy được đóng vậy luôn hả? Không! Cái này súc vật người ta làm chứ con người ai ra đây được? Súc vật ở đây là con gì? Mày nói nghe mày. Nết! Vậy thôi chưa phát đi ra coi cái ấy này là của ai? Cái ấy này là của heo nó ấy. Mà heo ấy này là heo nào? Heo của ai? Heo con chết rồi. Heo bà nuôi cũng chết hết rồi. Toàn bộ cái chỗ ấy này là của heo tao. Ủa hồi nào giờ nhà của ông đâu có nuôi heo đâu. Nhà của ông có nuôi dê với lại nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó thôi mà. Ai nói mày là nhà tao không có nuôi heo?
cả cái huyện này, cả cái phủ này, cả cái xã này biết tao nuôi heo. Heo của nhà tao nó tới mấy ngàn con, ngày nào tao cũng dắt heo ra đây ăn ở. Heo của tao nó ị ở đây, thậm chí heo của tao nó đẻ ở đây luôn nè. Nè, tao nói cho mày biết nè, mấy đứa này nè là mấy đứa chăn heo của tao nè. Ha, heo của tao ở đất này, như vậy đất này là của tao. Đúng vậy. À, tôi biết rồi. Trời. Vậy là heo của tôi chết là do ông đầu độc phải không? Ông đầu độc cho heo tụi tôi chết để ông chiếm miếng đất này đúng không? Mày câm miệng lại, không có bằng cớ tao cho tụi bay đi tù một gông nghe chưa? Mày liệu hồn nữa đó. Bây giờ đi, tao biết đất này, mấy cái cục này của ai? Của mấy con heo nhà tao. Nhìn nó thấy thương quá. Nhờ những cái cục này của mấy con heo đó ý mà mình được triều đình đền bù đất cho mình. Cảm ơn tụi bay, cảm ơn mấy con heo. Ôi đúng đây. Cái gì vậy? Anh biết tin gì chưa? Giám đốc sắp tới rồi. Giám đốc sắp tới hả? Dạ. Nghe nói là cuối năm nay giám đốc chơi sộp lắm. Thật thiệt không? Thiệt. Bây giờ mình ráng cày đi, giám đốc sẽ bung hết cho mình. Có lương tháng 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 luôn. Ráng, ráng, trời. Ráng, ráng. Giám đốc tới rồi, giám đốc tới rồi. Dạ. Chào tôi đi. Dạ. Chào tôi đi. Dạ, chào giám đốc. Giám đốc. Dạ. À, hai cậu cố gắng làm việc nha. Dạ. Cố gắng là làm rồi có gì là tôi sẽ cố gắng thăng tiến công việc cho hai người chứ đúng không? Dạ, cảm ơn giám đốc. Dạ, trời ơi. Trời thôi lát nữa cậu Trà lên trên phòng mà gặp tôi riêng nghe. Có chuyện riêng với cậu Trà đó. Dạ. Nhớ không, nhớ không? Bây giờ là mình lên liền luôn hay sao cho đó? Mình lên liền chứ. À là dạ. Bây giờ là em có sổ sách đúng không? Em còn ừ. Sổ sách em chưa có làm. Đúng rồi, đúng rồi. Chết chết chết, quên 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 quên. Trời ơi, quên mất. Ôi trời 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 trời. Bây giờ mình à vào phòng thôi. Dạ. Khoan cái đã. Hả? Gõ cửa đi. Sợ có ai ở trong. Trời ơi, phòng của tôi mà gõ cái gì? Trời ơi. Vậy hả? Sao? Tại sao hôm qua tôi kêu tới khách sạn đó không chịu tới vậy hả? Trời ơi. Khách sạn sao? Gì? Có muốn thăng chức không hay là chắc vẫn cái chức nhân viên quèn này? Muốn thì muốn chứ, nhưng mà bữa nay em có cái món quà dành tặng cho chị nè. Ấm không chị? Ấm giống như là lúc em ôm chị trong vòng tay vậy đó. Chị muốn em ôm đúng không? Em nói chị nghe nè, ở ngoài kia còn biết bao nhiêu là người đàn ông đúng không chị? Nhưng mà không phải là kiếm một người cho em dễ đâu chị. Không có ai mà hay yêu nhau mà nói người ta giống như là mẹ mình vậy đó. Tôi biết là tôi già nhưng mà cứ nói vậy mà tôi tổn thương chứ bộ. Nói như vậy là sai. Mẹ của anh có dặn là hãy yêu một người nào mà có thể mang tới cảm giác ấm áp cho con. Nè, em nhìn đi. Trái tim của anh dành cho em nó bự như vậy nè. Thấy không? Thì cũng được đó. Nhưng mà trái tim bự tôi không có cần. Tôi cần... Cần cái gì? Cần cái điều khác nó mạnh hơn. Cà phê. Đúng vậy. À, muốn cà phê à? Ừ, đi đi. Được thôi. Ba một ly cà phê liền thôi. À, trời ơi. Trời ơi, giám đốc ơi, em ký xong cái hợp đồng này rồi nè. Vô phòng, vô phòng em, vô phòng. Sao vậy, sao vậy? Em vừa ký xong cái hợp đồng này, giám đốc coi được không? Trời ơi, sao nhân viên mới bây giờ thiệt chứ. Chứ bây giờ mấy cái nhân viên kia không có được như bây giờ cái gì. Dạ, tại vì là em nhân viên thế hệ Gen Z á chị. Trời ơi, chị thích mấy cái dạng mà búng ra sữa như em đó. Trời ơi. Ôi, vậy là tính ra là em chị hơn em mà chắc khoảng dạ, hai con giáp thôi chứ nhiều đúng không? Ủa thì có chị. Ủa sao em bất ngờ vậy? Em không thích điều đó sao? Nhưng mà em không có thích xưng hô chị em cho lắm. Thích cái kiểu xin chào trưởng phòng trong tương lai. Hồi nãy em nói em tính xưng hô với chị cái gì ta?
anh tính xưng hô với em sao ta? Anh xưng sao á mà em thấy hô lên á? Hô lên hả? Anh nói anh yêu em thì chắc tầm thường quá. Vậy ha. Vậy một cái người đàn bà cỡ tuổi như em thì anh thấy làm sao? Thì anh yêu ai á? Nè, làm việc cái kiểu gì vậy hả? Cái gì đó? Có cái gì thì vô đi. Cà phê tới rồi đây. Cà phê sữa lá tè. Dạ giám đốc, cà phê nè. Cà phê sữa là cà phê sữa, cà phê latte là cà phê latte. Cà phê latte sữa. Uống đi giám đốc. Người ta có cà phê, không biết cái thế hệ Gen Z có cái gì. Trời ơi, em làm được có mấy cái hợp đồng mà đây nè. Có nè. Chị ơi, chị coi chị ký cái nào đi. Tại vì em thấy mấy cái bên chỗ mà sản xuất người ta ưng hết trơn rồi. Mấy cái dự án này của chị là bây giờ chỉ cần ký thôi. Ồ vậy đó ha. Dạ, có mấy cái hợp đồng mà. Hợp đồng thôi hả? À, đây có hợp đồng, ở đây có cà phê hả? Có cà phê thôi. Mình có hợp đồng không? Nhưng mà không, từ từ. Nếu mà không có hợp đồng thì cút. Đằng sau cái nước cà phê đó là một món quà mà em dành cho chị đó. Quà mà đựng trong ly cà phê. Dạ. Đó mới là điều bất ngờ. Được rồi, để chị thử xem em làm bất ngờ gì với cái người cũ. Dạ. Như em. Ê, nhả ra, nhả ra chị, nhả ra. Ở nhà ngồi khoan em hỏi đi. Sao? Cái nhẫn này nó quen quá vậy? Ê, nó bị si, nó ra ten rồi nè. Nó bị ra ten rồi chị ơi. Coi nè, cái ngón của chị nó ra ten, nó dính đen thùi lùi cái ngón chị luôn rồi nè. Để đem về si lại. Ôi. Cuối cùng là cậu đến với tôi là vì tình cảm hay là vì vật chất? Hay là vì cái chức vụ trưởng phòng đó hả? Sao? Ủa Hằng, em nói cái gì vậy Hằng? Tôi đã có vị trưởng phòng mà tương lai rồi. Tôi nói cho hai cậu biết. Trời. Đối với hai cậu cái chức trưởng phòng á thì xin lỗi, nếu như vậy thì công ty của tôi đầy trưởng phòng. Cái tôi cần ở đây là một tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành đó chỉ có thể cậu Long, tổng giám đốc công ty. Trời ơi thằng Long nó có cái gì mà hơn hai tụi mày? Kêu ai bằng thằng vậy? Tao tổng công ty mà mày kêu bằng thằng hả mày? Chỉ vì cái bụng bự hơn mà hơn hai anh em mình đó em. Thiệt đó chứ. Chỉ vì cái bụng thôi sao? Thiệt cái bụng. Cái bụng này không phải bự, không phải chứa đồ ăn gì hết, mà cái bụng này chứa những hợp đồng béo bở và cái tài sản rất là nhiều thứ nữa. Hai cậu chỉ là hai thằng nhân viên quen mà thôi. Liệu hồn đi. À, thì ra cái bụng bự là chỉ chứa tài sản thôi em à. Thôi trời ơi. Chỉ là vật chất mà thôi. Đúng rồi, có vật chất còn hơn là không có cái gì hết. Chứ thật sự nếu như hai cậu có thì có cái tài năng gì không? Có chứ. Cầm giùm em đi. Rồi đâu làm thử coi, nhanh gọn lẹ nha. Gia đình mình đang chờ đợi em. Bước bước theo cô nàng. Yeah. Hôi hôi thăm cô nàng. Hi. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa về cho. Yeah. Mấy cây anh bên đường kè cứ ngó theo em hoài à. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà mày anh ở luôn nha. Ở đây là công ty chứ không phải một gánh hát. Đó. Diễn cho đủ chưa? Chào giám đốc, xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Ừ. Tôi chính là trưởng bộ phận an ninh mới được giám đốc mời vào làm. Giám đốc à, sao? Tôi nghi ngờ trong công ty mình gian gian diêu diếu mập mờ. Hai người anh em này đang yêu cô chủ đó. Hả? Đây, đây là tất cả chứng cứ tôi đã ghi lại được trong căn phòng này. Trời ông ơi. Hãy coi đi. Tại sao vậy? Cuối cùng là sao hả? Anh ơi, nhiều khi mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Tại sao là không có vậy? Không, camera phải. Đó có đầy đủ rồi, không còn cái gì để cãi nữa hết. Giám đốc có thể nào cho em quyết định chuyện này được không? Em hứa với giám đốc là suốt cuộc đời này em sẽ ở đây để coi camera không đi đâu hết. Còn gì thứ ba nữa? Trời ơi. Nói đi. Hai bạn, giám đốc đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi. Đúng rồi. Mời hai bạn ra khỏi công ty. Bởi vì công ty này là xanh, sạch, đẹp, có yêu đương, có nhăn nhít cái gì thì ra ngoài. Còn trong công ty thì chúng ta phải làm. Hai anh em nữa yêu nhau cùng yêu một người như vậy là không được ha. Một người moi tiền thôi chứ hai đứa hùng vô moi người ta làm sao sống nổi. Cho làm thì làm mà yêu thì yêu,
Nó lại cãi lý, nó lại đem cái câu chuyện này ra để nhây dưa nữa. Tôi nói hoài người ta đã đuổi là phải như thế nào chứ? Là đi phải đi. Đi luôn hả? Còn nếu như không đi được, tôi sẽ gọi cho tổ bảo vệ tống cổ hai người, mạnh người nào về nhà người đó. Alo, bảo vệ hả? Cứu, cứu, cứu công ty, cứu công ty, cứu công ty. Chào sếp, em đi làm đây. Rồi, vậy đi. Trời. Em ơi, mình về với mẹ đi, ấm hơn vòng tay của chị này. Dạ. Công nhận bà tôi hát hay quá trời luôn á. Mọi người ơi, mọi người biết mình là ai không nè? Mình á là một cô bé có một chiếc khăn hoàng màu đỏ, nhưng mà mọi người á lại gọi mình là cô bé hoàng khăn đỏ, nhưng mà tên khai sáng thiệt của mình á là Bạch Tuyết, vậy mà bà mình lại hay gọi mình là Lọ Lem. Hàng xóm thì gọi mình là người đẹp Tây Đô. Rồi cuối cùng mình không biết mình tên gì luôn á. À, trời ơi, nhà bà đi rồi. Mình quy định vậy đó. Bà ơi. Ủa? Bà... Tấm. Sao ai muốn gọi tên tôi, tên gì thì gọi vậy? Bác thích gọi con là Tấm. Bác quy định vậy đó. Trên đường tới đây á. Cái gì vậy bác? Có nhìn thấy sói không? Sói à. Sói. Cái con sói này nó gian manh lắm. Mà bên ngoài nó xấu xí, nó xấu xa, cho nên không ai chơi với nó trơn á. Dạ. Con mà có nhìn thấy nó nha, phải tránh xa nó ra. Còn không á, là con phải nhắn tin cho bác, để bác tới giải cứu con liền. Nhắn tin sao bác? Con cầm điện thoại lên con nhắn tin là CD khoảng cách 02 gửi về tổng đài 8234. Cảm ơn bác đã ủng hộ cặp Hải Yến Huy Nam. Nhớ nhắn tin cho bác nghe chưa? Dạ nhớ. Còn bây giờ bác phải truy tìm nó đây. Trời ơi, bác định gì được con sói luôn hả? Không có, cái này bác bắt Pokemon. Trời đất ơi. Bà ơi bà. Bà ơi. Bà đây. Bà ơi, bà. Mỹ Nương con. Bà bị sao vậy? Mọi bữa bà hay gọi con là Lọ Lem mà. Sao bữa nay bà gọi con là Mỹ Nương? Bà quên rồi hả? À Lọ Lem bà quên. Mà thôi đi. Dạ. Con chơi với bà đi. Chơi hả? Ừ. Được. Dạ. Bà làm gì vậy? Bà sướng đó con. Sao bữa nay bà sướng bà lại hú ta? Ừ, lâu lâu bà cũng quên nữa. Bây giờ á, mình chơi trò đập đá đi. Cái gì? Không có được, cái trò đó hư lắm. 1, 2, 3. À, cục đập đá. Đá. Bà nhớ rồi, thôi bây giờ chơi nha. Dạ. Ừ. Bà bị đi. Bà bị trước nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Khoan, bà ơi. Con cảm thấy mình đang là người bình thường. Chơi cái này xong mình cảm thấy mình bị dị tật quá. Bà ơi, sao tai bà to quá vậy? Tai bà to, để bà nghe con rõ hơn. Con nói cái bắp tai nè. Bà đi tập gym á con. Bà đó, bà là chó sói. Ê, người là chó sói đúng không? Ừ trời ơi, tôi nói cho ngươi biết nha, mặc dù ngươi là chó sói mà tôi không có sợ ngươi đâu. Sao tôi quy định vậy đó? Trời, làm sao bác thợ săn dặn rồi, gặp chó sói là phải gọi điện thoại cho bác thợ săn liền. Ôi trời ơi, bác thợ săn có súng. Không được. Cảm ơn quý khách đã gọi đến tổng đài 8234. Nếu quý khách nói tiếng Việt, bấm phím 1. Nói tiếng nước ngoài, bấm phím 2. Không nói gì hết, tắt máy. Thôi bỏ đi. Trời đất ơi là trời. Gọi như vậy thì làm sao mà được. Mình phải gọi theo cách truyền thông. Không. Bác thợ săn ơi, sói. Cứu con với, sói. Hả? Cái gì? Sói đâu? Con sói độc ác. Dạ. Nó đó. Bên. Trời ơi nữa. Tại sao con cứ đứng chặn chặn trước họng súng vô hình của bác vậy? Tới dạ, đó. Dạ. Bên. Thôi đưa đây đi. Vậy đi
cho khỏe. Này, chết, con sói ở đây vậy bà con đâu? Trời ơi, vậy là nó đã nuốt bà con ở trong bụng nó rồi. Trả bà lại cho ta. Về tới đâu rừng, con chim sắp nó đang rộn rừng. Chuyện gì vậy mà la sùm vậy con? Hả? Bà. Con. Bà. Con. Bà. Hai đứa mình là bà con. Con ơi con, dạ. Mà chuyện gì mà con kêu bà thảm thiết quá vậy? Dạ bà ơi. Bà ơi. Trời ơi, ghê lắm đó bà ơi. Rất là sợ. Con rất là sợ. Trời ơi con. Sợ lắm luôn đó bà ơi. Bà sợ con hơn sợ câu chuyện đó. Dùng đi con. Bà biết không, có một con chó sói lẻn tới nhà của bà. Nó lợi dụng đêm tối, lúc bà đang ngủ say, mơ một giấc mơ rất là đẹp. Và nó há hồng ra, nó nuốt chẳng bà vào trong bụng. Và bây giờ bà đang nằm gọn trong bụng của nó đó. Trời ơi, bà đang nằm gọn trong bụng con sói. Ủa cha đứng đây mày? Hả? Cún yêu của bà. Ôi trời ơi, trời ơi, chuông cún yêu của bà quá hà. Cái gì vậy? Con ganh tị á. Trời đất ơi, bà nói cho con biết sói có 5-7 loại sói không con? Bạn sói này là rất là tội nghiệp. Đúng rồi bà ơi, ai cũng thấy con á qua hình dạng bên ngoài rất là xấu xí, nhưng mà họ đâu có biết là bên trong của con rất là hiền lành. Con chỉ muốn kết bạn hết tất cả với mọi người thôi. Bà nói cho con biết nghe chưa? Maleficent. Trời ơi. Cuối kịch mà con còn có tên mới nữa hả bà? Tại vì bà thấy con hung dữ quá cho nên là bà gọi con là Maleficent đó. Nè, bà nói cho con biết, con không được đánh giá bên trong của người ta qua cái hình dạng bên ngoài. Như vậy là sai không được nha con. Dạ con biết rồi, con xin lỗi bà. Giỏi lắm, cô bé hoàng khăn đỏ. Trời ơi. Chúng ta sống trong một khu rừng này, không có nhiều người đâu con. Chúng ta là một gia đình nhỏ, nhưng chúng ta có những hạnh phúc to lớn. Đúng không các con? Đúng. Giỏi quá. Câu chuyện mà tụi em hư cấu thì làm cho người xem cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và qua câu chuyện này thì những bé thiếu nhi sẽ bớt sợ chó sói hơn. Vì con chó sói trong cái vở này thì Huy Nam diễn rất là dễ thương, rất là đẹp trai. Chó sói này đẹp trai thiệt. Mà chị không ngờ là một ca sĩ, nhưng mà chị không ngờ em diễn rất tốt, diễn rất là tự nhiên. Thấy bữa giờ là Nam không bị đuối. Em không có đuối mà chị Trinh bị đấm. Hải Yến đặc biệt là lúc nào bạn cũng có cái hay là hài mà hài tỉnh. Tức là nhả những câu rất là đơn giản mà không cần diễn. Cái chủ đề của tụi em ở đây nó đáng yêu, mà có lẽ là các bé cũng sẽ hiểu như là hai tụi em muốn. Các em phải có tình thương yêu với những con vật thì mới có thể thương yêu được bản thân mình và yêu thương con người. Còn cứ gặp người xấu là ghét, mà gặp người đẹp thì thương, thì cái điều đó chưa chắc là một cái suy nghĩ đúng đắn. Giá như có được một chút xíu nào đó sự lẫn lộn, ví dụ như là khi em đây là chó sói là bà cô, thì bà cô với là ông thợ săn xuất hiện lại là một cái phim khác. Nó lẫn lộn chút xíu mà nó lại ăn nhập vô với nhau, thì cái điều đó nó sẽ cao hơn. Rồi tụi chị coi cũng cảm thấy nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì đến lượt hai em sẽ là chọn ra cặp đôi nào sẽ cho mình biết số điểm trước. Chó sói sẽ chọn anh Bạch với chị Oanh. Xin lỗi em, chị không thể cho hơn được nữa. 0,5 nằm đây thì anh không thể nào cho cái điểm này. Bắt buộc phải là điểm này. Yeah. 19 điểm rưỡi. Thấy cũng yên tâm nữa gì. Còn bây giờ sự yên tâm sẽ chuyển qua giám khảo trường quay. 4, 3, 2, 1. Và số điểm từ giám khảo trường quay 9,4. Ở những thập niên 80-90 thì tất cả mọi người yêu thích điện ảnh, thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua những bộ phim liên quan đến cái tên là Thần Bài. Hãy cùng chào đón cặp đôi của Tùng Linh và Mai Yến Chi. Ừ.
Kính thưa quý vị, hôm nay là cuộc thi cờ bạc mang đẳng cấp thế giới. Thân bài của chúng ta đã nhận lời thách đấu của một người vô danh. Và tôi tin rằng ở khán phòng này sẽ bùng nổ. Người vô danh xuất hiện, sôi động. Không sao, để chuẩn bị chào đón cho thân bài. Giỡn chứ anh còn trẻ, tao xuống đi. Theo quy định của lực cờ bạc, hai đối thủ ngoài đứng lên chào nhau đi. Có xe tao đâu? Có liền. Đó, đã chào xong. Chào nhau. Chưa đứng xong đã chào nhau. Trước khi bắt đầu, theo quy định của lực cờ bạc thì hai đối thủ đứng lên chào quý vị khán giả đi. Đã chào xong. Cuộc đấu bài chúng ta gồm có 3 vòng. Ai thắng nhiều tiền nhất thì người đó thắng, mà ai thua nhiều tiền thì là người đó thua. Bắt đầu. Ê, 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 ê. Ê, sao mày xào bộ này mà chia bộ khác vậy? Đâu có xào. Bộ này sao chia? Dạ mời xem bài. Tí đồ. Có liền. Cầm tay tao kéo về đi. Đã xem xong. Mời bên đây xem bài. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Mời hai đối thủ tố đi. Theo tính cách của ta và sự bạc mạng của ta, một đồng đi hả? Có theo không? Tôi theo. Tố thêm. Thằng mày có theo không? Theo tính cách và sự bạc mạng của ta, ván này thua đi. Gươm bài. Ủa sao còn có hai lá vậy? Lá kia nuốt rồi. Đổi bài mới luôn. Mới chơi một ván mà sao đổi bài gì hả? Nó nhài hai lá vậy sao không đổi? Chỗ này thấy sai rồi. Sai chuyện gì? Trong phim người ta chỉ cần xét xét là bài bay tới mặt người chơi. Cái này không có xét gì hả? Muốn thì được thôi. Gì nữa? Không đúng rồi. Sao vậy? Lú cái tay của nó kìa. Không sao, về phòng vẫn xóa được. Vẫn được thì kêu đứng dậy đỡ mỏi chân. Đứng dậy đi. Thầy à, cảm ơn. Ê. 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 Xin lỗi. Yeah. Và đây, mời coi bài. Tỷ đồ. Có liền. Cầm tay tôi để lên bài đi. Gì vậy? Bài nhỏ mày hết hồn không? Hết hồn. Cái gì vậy? Hết hồn.
mời xem bài. Nó kéo thời gian nữa kìa. Coi như đã hát xong. Coi như đã xem xong. Mời thằng bài Tố. Lâu lắm rồi không được chơi. Hôm nay chơi một bữa cho đã. Hết cây. Tố theo. Và tôi muốn tố thêm cả mạng sống của tôi. Chơi. Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Mai mốt bị tai biến như tàu mày sẽ hiểu mà. Mời ngồi xuống xem bài. Bà nút. Quá. Tám nút. Hả? Kỳ vậy. Tám nút. Sực kỳ vậy. Giang ngồi gọi tên là gì? Thần bài. Vậy đi. Cào thủ. Kiểm tra bài. Hoàng. Dáng này tôi với ổng quề nhau. Tôi cũng tám nút. Kiểm tra bài. Không cần. Ổng đã xem. Có đúng như vậy hay là không? Được, vậy coi như dáng này quề. Chúng ta chuyển qua vòng thứ 3. Nghĩa là đổ xí ngầu. Ai mà đổ điểm nhỏ nhất có nghĩa là thắng. Mời đổ. Bắt đầu. Kiểm tra. Một điểm. Ê, ba hột mà sao có một nút vậy? Mày đùi hả mày? Nhìn đi, ba hột nó chồng lên nhau một nút đúng rồi. Tôi nghĩ cô nên thua đi. Không có số điểm nào nhỏ hơn điểm một nút đâu. Mở đi. Vậy thì khui. Bột mì đâu nhiều vậy hả? Ba hột xuống người ta bể ra đó. Cũng đồng nghĩa là ông đã thua. Nhưng cô là ai mà bằng mỗi giá đồ lấy mạng của ta vậy chứ hả? Ông hỏi tôi là ai à? Tôi chính là đứa con duy nhất của thần bài châu Á Lý Hùng. Ông đã hại tán gia bại sản cách 20 năm về trước. Và bây giờ mạng sống của ông đã thuộc về tôi. Này, tôi dành cho mẹ của tôi. Cái tát này tôi dành cho cha của tôi. Và viên đạn này tôi dành cho cả cuộc đời mồ côi của tôi. Tôi thèm được nghe tiếng mẹ. Tôi thèm được nghe tiếng cha. Nhưng cũng chính vì ông đã lấy đi hết tất cả mọi thứ của tôi. Và bây giờ ông phải chết. Cái gì vậy hả? Ăn nó chết rồi. Chết gì làm sao ra chủ đề được? Tua lại đi. Và bây giờ mạng sống của ông đã thuộc về tôi. Cái tát này tôi dành cho mẹ của tôi. Cái tát này tôi dành cho cha của tôi. Và viên đạn này tôi dành cho cả cuộc đời mồ côi của tôi. Tôi thèm được nghe tiếng mẹ. Tôi thèm được nghe tiếng cha. Tôi thèm được như những đứa trẻ khác. Nhưng chính ông đã lấy đi hết tất cả của tôi. Và bây giờ ông phải chết. Ây da, nó chết rồi. Không phải rồi, tua lại đi.
bây giờ tua chỗ khác được không? Bỏ chỗ tán đi. Tôi thèm được nghe tiếng cha, tôi thèm được như những đứa trẻ khác. Nhưng không tính gì ông, ông đã lấy đi hết tất cả những thứ đó của tôi. Và bây giờ con không làm được, con không thể nào giết ông ấy được. Chỉ mỗi lần nhìn thấy ông ấy là hình ảnh của cha hiện lên. Hoàng gia thương bảo đời này chuyển sang đời khác, bao giờ mới kết thúc được? Nhưng ông phải hứa với tôi một điều là ông hãy bỏ cờ bạc đi, vì những thứ đó sẽ hại tới ông và hại tới biết bao nhiêu người khác. Tôi xin lỗi cô. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong giới cờ bạc sẽ không còn hai cái chữ thần bài. Và tôi hứa không bao giờ tôi dính tới cờ bạc nữa. Xin hứa. Truyền thuyết kể rằng hòn đảo này có rất nhiều báu vật vô cùng linh thiêng. Hãy mau mau đi tìm hòn đảo nhanh lên. Nè, khoan, phải tìm được báu vật nha, không xong là ta cạo lông từng đứa. Biệt xuất. Thôi chủ nhân, tụi em đã tìm được một báu vật. Vật gì? Là một con báu, tụi em giật nó. Là báu vật. Tào lao, vô tìm tiếp. Kỳ lạ vậy, khi như tấm băng này chỉ dẫn thì báo vật chỉ vòng vòng ở đây thôi mà, phải tìm nhanh mới được. Tìm đi coi, xem rồi. Tụi em tìm được thứ này. Là vật gì? Nè. Trời ơi, ta bảo đi tìm báo vật, tại sao đi lượm dê chai lông vịt vậy, đồ ngu. Ngươi mới là đồ ngu đó. Đó chính là báo vật. Báo vật. Đúng. Ngươi là ai? Ta xin tự thiệu, ta là người mà đi đến đâu biển phải cúi đầu, cá phải nhăn mặt, chém chép phải hả mỏ, rong phải tách ra làm đôi. Ta biết rồi. Cái gì? Ngươi là ông lão đánh cá và con cá vàng. Đánh cái gì vậy? Không phải, ta xin tự giới thiệu, ta chính là Miêu Lê. Lộn, ta chính là cướp biển Caribe. Cướp biển? Mày muốn cướp gì của ta? Bây giờ ta muốn cướp cái thứ trên tay của ngươi. À, hãy bước qua xác của ta trước. Được. Hey. Lại đây. Hey. Hey. Ủa kỳ vậy, nãy đớt trong này mà sao ra hướng này vậy ông? Không ba, muốn đi đâu thì đi, kệ ta. Bây giờ nghe ta hỏi nè, trong hai người, ai là người đã đánh thức ta? Là ta. Dạ thưa chủ nhân. Là ta. Chủ nhân. Ủa là ta nè. Qua đây. Là ta. Là ta, con ơi, con qua đây. Qua đây. Rốt cuộc, ai mới là chủ nhân? Là tôi. Tôi là tôi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi qua xa gần. Rồi cơn mưa nhẹ rơi như nghe tôi nói ngắn ngay. Bây giờ ta hỏi một lần chót nè, trong hai người ai tìm thấy ta? Trong ba đứa ai tìm thấy chị? Là tôi. Tôi là ai? Tôi là tôi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi qua xa gần. Rồi cơn mưa nhẹ rơi. Bữa nay ai thi? Hai anh đi vô. Chủ nhân,
nè, bọn khỉ là thuộc hạ của ta, nó tìm được cũng như ta tìm được, đi về với ta nhanh lên. Không được, ta sắp cướp được cái đèn thần rồi, chính vì vậy ta là chủ nhân của ngươi. Là ta nè, ta nè, là ta, là về đây với ta, về đây. Em có hai điều ước, em sẽ chia đều cho hai anh. Không được, ta không chịu. Ta cũng không chịu. Không chịu cũng phải chịu. Ta có cách rồi. Cách gì? Bây giờ ta sẽ có một khẩu súng, trong khẩu súng này có một viên đạn, chúng ta lần lượt bắn, ai xui thì chết, còn ai hên sẽ được bắn. Nào, bắt đầu. Trời ơi. Bắn chết thằng đèn rồi. Trời ơi, ta lạc đạn mà. Trời ơi, làm sao nghĩ cách cứu thằng đèn đi. Thằng đèn ơi, tỉnh dậy đi thằng đèn. Bây giờ sao đây? Trời ơi, ai biết đâu nè. Trời ơi, thằng đèn chết rồi sao mà ước. Tôi ước gì thằng đèn có thể sống vậy. Trời ơi, chị đèn ơi, chị đèn. Bây giờ chị cho em điều ước đi chị đèn. Em đã mất lượt. Chị kỳ vậy? Còn một lượt còn lại sẽ thuộc về Simba. Tôi đang quen rồi sao? Cha mẹ ơi, ngày xưa tới giờ tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Ước mơ của tôi là được nhìn thấy cha mẹ của mình. Thần đèn ơi, nghĩ cách giúp tôi đi thần đèn ơi. Tôi sẽ ban cho ngươi tấm gương thần kỳ để nhìn thấy cha mẹ của mình. Chàng mới làm động tác gì vậy? Ta vừa xoay em ba vòng. Em đã có bầu rồi chàng à. Hả? Trời ơi, em nhảy như vậy sao? Dạ đúng rồi anh. Xin xăm. Chàng ơi, em có bầu rồi xin xăm. Dạ. Thôi ta đi đây. Trời ơi, thế là cha con đã quất ngựa tri phong. Mẹ ôm cái bầu đó, mẹ đi báo cho tất cả bà con lối xóm. Bà con ơi, làng nước ơi, tôi đã có chữa rồi. Đâu chữa quan. Mẹ xem đó là một lời khen. Tại vì mẹ nghĩ mẹ có chữa mà ở trên đảo Quan. Chính vì vậy người ta gọi là chữa Quan. Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa. Đêm đó vào giờ tí canh ba, bỗng mẹ nghe tiếng gọi. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Anh là thỏ. Cha đứa nhỏ đi luôn đi. Trời ơi. Em ơi, em nỡ lòng nào đuổi anh đi sao? Anh đã chờ câu nói này mấy chục năm rồi. Vĩnh biệt em. Cái gì vậy? Em nói giỡn mà đi thiệt hả? Trời ơi, tôi biết mà. Tôi biết ngươi là thủy thủ. Chính vì vậy cái gu của ngươi cũng là thủy thủ. Ngươi đang yêu thủ thủy mặt trăng đúng không? Chính cô, chính cô đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi. Tôi hận cô, tôi thù cô. Thế là mẹ đã sinh con ra đời. Trời ơi, cái mặt của nó y chang cha của nó. Cha nó là Sin Good, cái gì cũng ok hết. Nhưng mà không ok đối với ta. Chính vì vậy ta đặt là Sin Bad, có nghĩa là hạng bét, dở tẹt, phụ bạc, dông tình. Thế là trong đầu tôi quyết định có một suy nghĩ. Tôi mới quyết định ra bờ sông để mà thả con. Con hay trôi theo dòng sông đi con. Con hay trôi đừng cho nó chìm. Đi đi con, đi đi con. Trời gặp ơi, đại gia nha. Sao đành tâm để mà bỏ con. Con xót xa vô cùng. Lâu nay tôi thất mặt mẹ cha. Tôi không ngờ mẹ tôi chính là tên cướp biển. Trời ơi, đâu ai ngờ tên cướp biển là phụ nữ đúng không con? Mẹ, con giận mẹ. Con, tại sao vậy? Tại sao mẹ thả con trôi sông mà mặt không đặt định vậy? Để từ vùng biển KGB, con trôi có biển Cần Giờ lạc vào đảo khỉ. Nhờ sữa khỉ mà con lớn nên người. Con ơi, mẹ hối hận rồi con à. Mẹ ơi, tại sao vậy? Nỗi đau khổ này là của mẹ. Thì tại sao? Tại sao mẹ không quá giải đi hận thù? Mẹ, mẹ làm như vậy mẹ có vui không mẹ? Gây ra đau khổ cho bao nhiêu người khác, mẹ có vui hạnh phúc không mẹ? Mẹ, mẹ xin lỗi con mà. Mẹ ơi,
Gặp được con rồi, mẹ đừng làm cướp biển nữa nha mẹ. Đúng rồi. Mẹ ơi, làm lại từ đầu nha mẹ. Mẹ không làm cướp biển nữa. Từ trước tới giờ mẹ làm cướp biển. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi cướp cảng. Mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ dứt cái chi cho Kiều Oanh. Trời ơi, chị hung dữ lắm mẹ ơi. Con không muốn nhìn thấy cái cảnh là chỉ nhai đầu mẹ đâu mẹ. Trời, bây giờ sao đây? Làm sao đây? Con không chịu đâu, mẹ không được làm ăn cướp nữa. Thôi thôi, đừng có khóc nữa. Tiếng khóc của con trẻ làm mẹ nao lòng. Con ơi, mẹ đã có cách rồi. Cách gì vậy mẹ? Con là Sinbad, còn mẹ là cướp biển. Chính vì vậy chúng ta thuộc về thủy giới. Vậy hai mẹ con chúng ta hãy cùng nhau mở nhà hàng thủy tạ để cùng nhau bán thủy sản con nha. Làm liền đi mẹ. Rồi đi. Mấy anh chị ơi, bữa nay thương tại thương khuyến mãi nha. Dạ, chị ơi, 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 chị Đại Dương quốc Ai Cập quyền bí hơn 3.000 năm trước đã xảy ra một vụ án hết sức kỳ lạ. Tương truyền rằng có một vị pharaoh lên ngôi đã lâu, nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay tể tướng Imhotep. Hắn ta đã giam lỏng đức vua trong hoàng cung là mùi nhìn để dễ dàng táp quai táp quái. Và điều kỳ lạ là chỉ sau một đêm nọ, đức vua đã lấy lại toàn bộ quyền lực và trừng trị tên gian thần một cách thích đáng. Điều gì đã xảy ra và họ đã làm điều đó như thế nào? Thôi đi, lòng ta đang rối rắm mà các ngươi cứ muốn rề rề rời rạc, làm ta rầu rĩ, ta thấy mình bị rẻ rúng. Anh ta làm gì vậy? Rung rẩy. Vô hết. Minh họa thô thiển. Trời ơi, ta là vua mà tại sao quyền lực nằm hết trong tay tể tướng Imhotep? Ta có phải là bù nhìn đâu mà suốt ngày cứ xem các ngươi múa hát quay cuồng vậy. Đường đường ta là một pha ra ông. Nè, bớt tung qua lại giùm đi. Ta không phải là pha ra bà. Trời ơi, ta căm ghét tên Imhotep quá. Tại sao lại giam lỏng ta như thế này? Đúng, hắn ta thật là to gan. Khi quân phạm thượng. Chuyên quyền độc đoán, thật là quá đáng. Quá đáng, quá đáng, quá đáng. Chửi hay lắm, chửi hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hợp lực tiêu diệt Imhotep. Dạ. Thôi bỏ đi. Trời ơi, sao có người hèn quá vậy? Bây giờ muốn ta hoàng hồn. Thôi, lùi hết đi cho ta ra. Hả? À không, dạ hết đi, cho ta lui. Hả? Ai ra thì ra, ai lui thì lui. Hả? Đi giùm tôi cái đi. À dạ. Thôi. Chỉ vừa mới đây thôi, không khí còn rần rần rộ rộ, đông vui như ngày hội. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình ta, một ông hoàng sân khấu chuyên làm trì tiết tấu. Ta biết làm sao ta hài hước bây giờ. Thôi, đi vô đi cho nó lành. Xin xin ngát xanh, giấc tung tăng trên lá xanh. Em trong giấc tươi xinh, đùa vui bên khóm hoa, gió lên lay cánh bướm xa, lòng em mê say thứ tha bước. Ha, cánh hoa xinh tươi là em. Ha. Đã có tiểu tử hả mà mở nhạc Hoàng Châu công chúa vậy? Ngày hôm nay ta đã vô được hoàng cung này rồi, chắc chắn sau khi ra đây ta sẽ đổi đời. Vậy bây giờ không còn chần chừ nữa, ta sẽ đi kiếm những báu vật trong hoàng cung này. Một cái rương. Chắc chắn trong cái rương này sẽ rất là nhiều vàng bạc và châu báu. Buồn buồn đãi cát tìm vàng, đãi nhầm cục ấy buồn ơi là buồn. Thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Đây chắc chắn là cái nón bằng vàng. Ôi, đẹp quá. Cái nón thật là dễ thương và đáng yêu. Ở bên ngoài mà có cái nón vàng này, chắc chắn bên trong sẽ còn nhiều thứ quý giá hơn nữa. Bạn nón ơi, bây giờ bạn ở đây nha. Để mình vô trỏng, mình lấy nhiều món đồ ra nữa, rồi chúng ta cùng về nha bạn nón. Vô mắng rồi. À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi này. À ha ha, đẹp xinh, ha ha, ô hô, cái mô.
trời ơi, em ở đây mà anh tìm em nãy giờ. Ủa, cái đường này ai để đây? Trời ơi, sao đồ đạc tới lung tung vậy nè? Không được rồi, à, ta biết rồi. Các em nó nóng nực quá nên ở đây hóng mát trước khi đi ngủ phải không? Được rồi, theo anh để lại vị trí cũ nha. À, trời ơi, chúng ta cùng nhau chúc bầu tâm sự nha. Ta làm được cái xa rơi thật là đẹp rồi. Bây giờ cái xa rơi này mà đội chung cái nón này bá cháy bù chét luôn. Ủa, cái nón của ta đâu rồi? Mọi người có cái nón của em đâu không? Không thấy. Bên đây có ai thấy nón của em không? Thôi khỏi nói này, lộ kịch hết. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái áo của ta chưa kịp chúc bầu tâm sự mà cái áo đã mất tiêu rồi. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta đâu rồi? Trời ơi, của ta đâu rồi? Cái áo của ta. Ê bạn ơi, bạn có thấy cái nón của mình đâu không? Không, bạn ơi, bạn có thấy cái áo của mình đâu không? Thấy chết liền đó. Tìm đi. Ê, không quen. Ê, không quen luôn. Đứng lại. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Câu đó ta hỏi người mới đúng đó. Ngươi là ai? Nhìn ta như vậy, chắc ngươi cũng đủ biết. Ta chính là... ăn trộm. Ăn trộm đúng không? Ta là ăn trộm. Ta thật không ngờ ngày hôm nay ta vô ta ăn trộm mà gặp hả đồng bọn của ta. Thôi được rồi, bây giờ nước mắm không phạm nước mía. Cái gì vậy? Gì câu, câu gì của anh rồi? Nước sông nước giếng. Đúng rồi, nước sông không phạm nước giếng. Ừ. Bây giờ người ở bên phần giếng của ngươi ăn trộm. Ừ. Còn ta bên phần sông của ta ăn trộm. Đi. Đứng lại. Gì nữa? Tại sao ngươi lại dám lấy vàng bạc trong này? Muốn thoát khỏi nơi này thì phải bước qua xác của ta trước đã. Được. Ngươi muốn thách đấu với ta đúng không? Phải. Được. Để ta kia. Hãy rút kiếm ra để cùng ta phân tài giao hạ. Nếu người chịu đấu cùng ta thì ta sẽ đấu cùng người. Để ta suy nghĩ lại. Nếu người muốn đấu cùng ta thì ta sẽ cùng người phân tài giao hạ. Còn chân chơi gì mà không rút kiếm ra để vào đấu cùng ta. Đồng ý. Ha, ta đã rút kiếm ra rồi, sao người chưa chịu rút ra? Ta cũng rút ra rồi mà nó không chịu ra. Ta sẽ giúp một tay để gọi là tương trợ. Ta cầm kiếm giùm ngươi, ngươi rút kiếm giùm ta. Được rồi, rút nè. Ngày hôm nay ta với ngươi sẽ chiến đấu. Một con một mất. Được. Trên sóng truyền hình, bớt bớt bạo lực. Hey. Yeah. Yeah, yeah, me, me. Chặt thịt bò, nghe điện thoại. Alo. Không có gì. Cúp máy. Thì tắn chết bút. Mày tắn tao, tao tắn mày. Đau quá, tao tắn lại. Tao tắn luôn. Nghỉ chơi. Bo bo xì. Nghỉ thi. Nếu nghỉ thi, đền 2 tỷ. Ê con quỷ, chơi lại đi. Bạn ơi. Thằng ai nấy lo. À. Dám hăng á! Chết à! Trời ơi! Chẳng như gió muôn tàu đất vừa. Trời ơi! Không thể tin vào mắt mình được. Nghe nè. Dạ dạ. Chuyện này là bí mật nghe chưa? Dạ. Không được bật mí cho ai nghe không? Dạ. Thần xin hứa, thần không kể ai nghe đâu. Ừ. Mọi người ơi, cả bạn cũng biết hết luôn rồi. Được vô. Hey. Chuyện gì? Nô tì có lỗi. Thôi đủ rồi. Chưa tắn đã. Để ta. Trời ơi, Đức Vua, ngài rảnh không? Rảnh. Tán lại cái đi. Ừ. Đẹp rồi nè. Đức Vua. Ừ. Không biết, không có lỗi. Dạ. Ta miễn lễ. Cái tội của ngươi á, mà ở đây là bị xử luật chết. Vậy hả Đức Vua? Nhưng mà, ngay lúc này, trong hoàn cảnh này, ở vào địa vị của ta, ta vui lắm. Dạ. Gì kỳ vậy? Ừ. Ăn trộm vô nhà mình vui kỳ vậy? Giờ mới buồn nè. Đức Vua ơi, ngày sao vậy? Ngươi nhìn đi, chiếc ngai vàng này nè, nó là niềm mơ ước của tất cả bao người, cho nên là không ngoại lệ. Với tên tể tướng Imhotep từ ngày ta đăng quang, à không, đăng cơ mới đúng.
tên Imhotep ngày càng căm ghét và thù hận ta. Hắn âm mưu tạo phản và cướp hết mọi quyền hành. Trời ơi, ta giờ đây khác nào là một tên nô lệ. Ngươi nhìn đi, ngươi như vậy nè mà hạnh phúc hơn ta, bởi vì ngươi có sự tự do đó. Đức vua ơi, tại sao ngài không bỏ trốn đi? Không thể được, vì Imhotep đã chế tạo ra một loại thuốc vô cùng kỳ lạ, có tên là ngũ dị hương. Nếu ai mà lỡ ngửi vào, thần kinh sẽ bị tê liệt, không làm chủ được bản thân. Và ta bị lậm thuốc rồi, có trốn ra ta cũng tự mò về thôi. Ngũ dị hương, ừ, có phải là loại này không? Lạ lắm nha, hình như trong ngũ dị hương có chất dưỡng da trọng á, da sạch căng mà không bị khô. Thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn, nhìn đi. Ông xã của em nói để dành ngũ dị hương cho em tắm. Nói vậy thôi chứ biết đâu mai mốt ông cũng tắm nữa. Hết quảng cáo. Tên ăn trộm, có phải loại này không? Tại sao ngươi có? Để đức vua quên là thần là ăn trộm, chuyện gì thần không làm được chứ. Thôi tao không tin đâu, đồ giả. Em cũng chỉ là con gái thôi, muốn là không hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao ngày được anh yêu thương một mình em thôi. Chàng ơi, hãy đến với em đêm nay đi. Em say mê đi quá. Chàng ơi, baby đến đây. Baby, đến đây nào. Baby. Đại tướng Imhotep cầu kiến. Không kịp rồi. Imhotep. Được rồi. Đất vua, tại sao ngài lì quá vậy? Nói bao nhiêu lần rồi ngài cũng không nghe ta là sao? Hả? Nè, ngài là con người chứ không phải con trâu đâu mà lì quá vậy hả? Tại sao dám giao du với kẻ xấu? Cái tên ở đâu? Cái tên đó đâu? Ta đây. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là không. Hết thuốc thấm rồi. Ta đây. Nè, cái tên kia, tại sao ngươi dám cả gan đột nhập vào hoàng cung? À, thì ra ngươi là tể tướng Imhotep đúng không? Phải. Một tên chuyên cầm quyền ăn hiếp mọi người đúng không? Được, à, ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt nhà ngươi. Tên này bố láo thật. Quân mấy đâu? À, chém. Không, nếu phải chém, người đáng chém nhất chính là ngươi. Đức vua, ngươi quá lắm rồi. Tên kia, ngươi phải chết. À, anh cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh. Đức vua ơi, hắn tỉnh lại rồi. Trời ơi, người dám lấy thuốc của ta à? Trả đây. Ngàn muôn tia nắng đến quanh đời em, với ước mơ dịu dàng cho tình yêu đến tỏa hương bên đời. Trong lòng em khao khát từng ngọn lửa cháy xóa tan màn đêm,
những giấc mơ muôn màu sẽ mang anh về, về gần bên em. Đêm nay em mơ tình yêu đêm ngàn tia nắng sẽ sớm tan đi bao giá băng mùa đông. Tình yêu mình sẽ lung linh trong đêm dài. Tình yêu là giấc mơ muôn màu. Tình yêu là ước. Cháy cho tình yêu muôn đời. Tình yêu là ánh sao đêm muôn màu. Tình yêu là lửa cháy mãi trong màn đêm. Ngàn tiếng ca sẽ vút bay lên trời cao cho đôi mình. Với khán giả đâu, mà bởi vì á đang mùa Giáng sinh đúng không, mà Giáng sinh thì ai cũng có quà, cho nên anh phải tặng quà cho em. Em muốn có quà anh tặng quà đương cho nhiên, em đương nhiên dạ. Anh sẽ tặng quà cho em dạ. Bởi vì em nói mà mùa Giáng sinh ai cũng có quà đúng không dạ. Vậy thì anh cũng phải có quà nữa, vậy em cũng phải tặng quà cho anh. Khó quá, thôi bỏ đi anh. Nhưng mà anh đừng có tưởng nha, muốn tặng quà là cũng phải có nhiều công phu lắm á, chứ không phải là muốn tặng là tặng đâu, bởi vì dễ bị hiểu lầm lắm. Trời đất ơi, tặng quà mà mình có tấm lòng mình tới đây, anh tặng em hay là con tặng mẹ, con tặng ba, con tặng bà hết vậy thôi. Trời ơi, nói như anh vậy, đâu phải ai cũng giống như anh đâu, là muốn tặng ngay cái người mình tặng, mà đằng này á muốn thử thách rồi muốn làm cái sự bất ngờ cho người được nhận quà nữa chứ bộ. Hiểu rồi, ý em muốn nói đến tiểu phẩm Noel ai cũng có quà do nghệ sĩ Đại Nghĩa, Ngọc Lan, Ốc Thanh Vân, Lê Hoàng và Lê Khánh em. Dạ. Nó nhìn à, cái áo khách này đẹp không? Đẹp đẹp. Cái khăn tràng này đẹp không? Đẹp lắm đẹp lắm. Rất hợp với dáng má. Má nào? Má của con.
con của má nè. Con. Trời ơi, con lãng quanh con gái má đó hả? Dạ. Trời ơi, sao bữa nay mẹ ăn mặc gì kỳ vậy con? Ủa kỳ là sao má? Thì bây giờ Giáng sinh mà con mặc đồ cho nó nữ tính thôi. Má nói là con phải nữ tính chứ con giống con trai quá. Thì đúng rồi, má luôn ước ao con là một đứa con gái có một cái nết ăn mặc dịu dàng chứ không giống như thường ngày. Nhưng mà cái này dịu dàng thì có dịu dàng thiệt á. Nhưng mà sao nó... Má thấy nó... Nó hơi... Nó làm sao? Con đã chuẩn bị cho cái Noel này. Con đã muốn con mặc đồ như vậy để mọi người khen con là dễ thương giống một đứa con gái thiếu nữ. Bây giờ ai trong nhà này riết cũng ai cũng nghĩ con là con trai chứ. Trời ơi, con gái không ai ngồi vậy hết trơn con. Nha. Ừ, đó, thôi. Má nói nghe, thôi mà đừng giận. Thôi mà. Hết đường chạy rồi đúng không? Giận má quá à. Thôi đừng giận, má nói nghe. Bữa nay là Noel đúng không? Thì thôi con muốn thay đổi, con muốn mặc cái gì cũng được. Con gái của má mặc cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà mai mốt con chịu muốn thay đổi, mặc đồ sáng sáng lên cho nó trẻ trung nha con nha. Mặc đồ này nó màu nó tối, nó giống bà nội lắm. Thôi đẹp đẹp. Trời ơi đẹp nha. Vui lên, bữa nay Noel mình phải vui. Con vui thì cả nhà mình vui. Mà cả nhà mình vui thì ba con mới vui. Mà ba con vui thì cả nhà mình có quà. Con thuộc rồi. Con đã nghe câu này rất là nhiều lần rồi. Con không biết là má có vui hay không, chứ con thấy là con không vui rồi đó. Sao vậy? Con đi vô phòng bây giờ con thay lại mặc đồ bộ đồ giỏ giống như bình thường để cho con men con giống con trai luôn. Con không bao giờ có mặc đồ nữ tính nữa. Thôi mặc đồ này đi. Con không thích người ta nói con là giống con trai. Ba về mặc y nguyên vậy. Đẹp lắm. Vô ngồi. Rồi ba về. Ba về. Cả nhà mình sắp đón Giáng sinh rồi. Bạn con kiếp. Bạn con hả? Bạn con chứ, ba chưa về. Ủa con đâu có hẹn với bạn con đâu ta. Không phải bạn con má ơi. Vậy hả? Chắc lộn nhà. À vậy hả? Cô ơi, chắc là cô lộn nhà rồi phải không? Cô ơi, cô lộn nhà rồi. Ê, làm như hơi có vấn đề về đầu óc đúng không? Đúng không? Đâu có ai vô nhà người ta mà nhúng nhảy hoài đúng không má? Đúng rồi. Má nói đi là lộn nhà rồi. Để má xử. Dạ. Con gái. Ừ, chắc con lộn nhà rồi đó nha. Nha, thôi đi về đi. Nha, bữa nay Noel nhà cửa người ta tiệc tùng lum la làm rồi. Ai kỳ vậy ta? Má, bàn tiệc của má chuẩn bị xong hết rồi á hả? Trời ơi, toàn là đồ ngon, đồ ba cũng thích không à con ơi. Trời ơi, chung cửa, ba về. Lần này chắc ba về thì đúng á. Ừ, lẽ là để con ra con đón ba về. Má. Gì? Người ở ngoài á là. Má biết ai không má? Nó tuổi con dồi hả ta? Ủa? Vô nữa kìa má. Bây giờ sao mày xử nó đi? Ê. Con xử nó đi. Chắc con xử thiệt á. Bây giờ con cái gì con được học là con đem ra con vận dụng hết. Đúng rồi, tay con không thích mấy đứa lì nói hoài mà không có hiểu lì là con tung trưởng là văn liền. Chỉ hù thôi. Nó nghe nè lộn nhà rồi. Bây giờ mời ra ngoài nha. Chứ còn lì quá là tôi tung chưởng một cái là băng qua bên đường luôn á nha. Lì bà nội cha mà chứ lì nội nè con. Bà nội. Nội nè. Ồ, nhà này hôm nay hai người phụ nữ nhà này đưa tôi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Trời, sao má ăn mặc kỳ vậy? Noel mà con. Hôm nay Noel mà, cho nên á, má phải kỳ công, má phải sửa soạn như vậy á, má làm đầu 3 tiếng đồng hồ. Má sắm bộ đồ này hả, mấy triệu bạc của má, chứ đôi giày kết kim sa này, chẳng chục triệu đó, giỡn chứ bộ. Đẹp không con? Đẹp không? Đồ này nó cũng đẹp đó. Cảm ơn con. Mà nó không có hợp với nội. Không có vui nghe. Con nói thiệt. Nội không thích câu nói này của con. Con nghĩ làm sao vậy? Nội đầu tư như vậy mà nghĩ sao không hợp? Con dâu nói một câu bảo vệ má của con. Đi ra, nè nghe nói câu vui vẻ nè. Kỳ quá. Dạ, bộ đồ này đẹp. Đó, thấy chưa? Mà không có hợp. Y chang câu nãy à má? Không có vui. Hai mẹ con mà vô duyên quá đi. Nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao nó bộ đồ này không hợp với má? Nó quá hợp đây nè. Nó rất là hoành tráng, nó kia sao. Vậy để con nói lại. Nói lại má nghe. Dạ hợp. Ờ. Mà không có đẹp.
sai nữa hả? Sai rồi, trời khó chịu quá. Thằng Trung đâu? Thằng Trung con tôi đâu rồi? Trời ơi là dạ, trời. Dạ dạ. Mày về đây mày coi vợ con mày nè Trung ơi. Nó nói má không có đẹp, má nó không có hợp là sao? Là muốn trù ẻo má phải không? Nói là má già mà má còn xí xa, xí xòn, không có đúng lứa tuổi của mình. Như vậy là má sẽ chết sớm. Tụi bay muốn chôn má phải không? Tụi bay muốn bức tử má cho má chết vậy. Dạ. Nội ơi nội. Con nói nghe là nội ơi. Má ơi con nói nghe nè, má đừng có làm cho bà nội bị tổn thương. Mỗi lần mà nội đau khổ là lâu lắm không có lành vết thương, cho nên bây giờ mình xạo một lần đi, mình nói một cái câu gì đó để cho nội vui đi, hiểu không? Không, mình bấm nhanh nhan sắc đúng không? Đúng rồi. Rồi nói. Bà nội ơi, cái áo đầm bà nội mặc bữa nay rất là đẹp và rất là hợp. Vui liền. Ít ra phải vậy chứ. Bà nội vui thì cả nhà mình vui. Cả nhà mình vui thì chồng con sẽ vui. Mà chồng con sẽ vui thì cả nhà mình ta sẽ có quà. Ủa Trung về chưa? Ba con chưa về. Điện thoại. Để con nghe cho. Chắc là ba con bị kẹt xe, chắc gọi về cho cả nhà mình khỏi trông đó. Đúng rồi, đường xá đông đúc quá trời mà. Để con nói chuyện. Alo ba hả? Ba nè. Alo, phải ba không? Ba nè. Ba alo, ba. Minh ơi, quà của em bự lắm phải không? Quà của má bự nhất phải không con? Ba, phải quà của con là cái quà bự nhất nhà phải không ba? Ba mua cho con cái gì vậy? Gì vậy mấy bà nội? Chú ba nè, chú ba tổ trưởng tổ dân phố nè. Đúng. Không phải ba mà là chú ba tổ trưởng tổ dân phố. Trời đất ơi, bà nội cha nó không nói rõ. Bể đồ gói luôn vậy. Dạ. Em dạ. Tao mới gọi qua tao nói với mày, mày làm gì mà gia đình mày chửi bà nội cha tao vậy mày? Vậy? Chú ba nói là sao nhà mình chửi chú ba quá vậy? Chửi hồi nào? Tao chửi hồi nào? Tao nói nhỏ nhẹ chứ không? Kỳ quá à. Phạm gia đình mình quá mà. Ờ vậy hả? Thôi bây giờ con yêu cầu hai người đừng có nói gì hết nữa. Ok. Dạ. Tao cảnh cáo mày nha ba. Con nghĩ sao mà dòng họ nó chửi mày hồi nào hả ba? Trời ơi. Bất kỳ mà bất kỳ không được đó con. Trời ơi, người ta là tổ trưởng tổ dân phố đó. Bà nội với là má bình tĩnh đi, đừng có nói gì nữa hết đấy, để con nói chuyện nè. Má dạ. Có đổi nhà mày qua khu quá tỏ mày. Má còn không có tiền đâu má. Ê, ngày bữa sau mà lên họp tổ dân phố tao phê bệnh cả gia đình mày nghe mày. Dạ, bây giờ dạ, lát lỗ tai nghe tao nói nè. Dạ, nói dạ, gì, nói dạ. Gì? Chú ba nói là nhà con là có bà nội với lại má thiệt là dễ thương. Ừ, em đều đó. Ừ. Dạ, dạ. Dễ thương bà nội tao chứ dễ thương. Nè. Dạ, con nghe. Bây giờ á, xóm mình xảy ra mấy vụ trộm rồi nghe không? Giữ cửa nẻo vậy là nhà cửa cho cẩn thận nghe chưa? Có đi chơi Noel cũng nhớ khóa cửa đó, tao dặn vậy thôi. Dạ vậy hả chú ba, trội ghê quá. Dạ con biết rồi, để con dặn nhà con. Con cảm ơn chú ba nhiều, con cảm ơn chú ba và chúc chú ba Giáng sinh vui vẻ. Nói cái gì mà dài quá vậy con? Hả? Trời ơi, chú ba gọi điện thoại, chú ba thông báo á là dạo này á trong khu vực nhà mình á là trộm hoành hành lắm, cho nên là nếu như mà không cửa nẻo cẩn thận là cướp như chơi. Trời ơi, mắc mệt ghê không? Có vậy cũng dặn nữa. Nhà người ta kính cổng cao tường, nghĩ làm sao mà trộm vô được chứ. Mà cục cứng ghê ta. Ngày hôm nay là con tưởng ông về mấy lần, hồi nãy má về má bấm chuông là con tưởng đâu chồng con về. Rồi giờ gọi điện thoại con cũng tưởng chồng con về. Vậy hả? Nhưng mà má lột xác dữ lắm phải không? Ba mày gọi nữa. Lần này chắc chắn là ba nè. Mở loa. Dạ. Công bằng con. Alo con hả con? Má nè con. Má nè, con khỏe không? Alo. Má nè con trai, hôm nay má đẹp lắm. Má làm tóc 3 tiếng đồng hồ đó con biết không? Khi mà má uống từng sợi tóc, con biết không? Cộng thứ nhất á, khi mà dạ. Người ta bỏ cái ống cuốn vô uống dạ. Á, xong mà cuốn thứ hai là người ta cách 15 phút người dạ. Ta mới cuốn tới cuốn thứ hai và cuốn thứ ba thì má kể lại là đủ 3 tiếng luôn á. Má làm tóc 3 tiếng, má kể lại 3 tiếng. Gia đình mình vui quá, gia đình mình vui quá. Dạ vui lắm anh ơi. Mình ơi mình. Vui quá. Để cho ba nói. Rồi má nói đi. Rồi, giờ em Mình ơi. Mình về nhà nha. Em tối nay em chắc là quà của em đẹp lắm rồi mình. Quà của má bự lắm á không con? Con má biết mà, con thương má nhất. Cho con xin một con bé. Ba đây. Con rất là nữ tính. Con giúp má chuẩn bị tiệc Giáng sinh để đón ba về đó. Đúng rồi. Hay quá. Cả nhà chuẩn bị tiệc hết rồi hả? Về đi. Về đi nè. Bà ba kẹt công chuyện rồi, ba về không được. Ba không về được. Ủa gì? Đó không về được sao? Ủa gì kìa vậy? Con
nè, con má nói con nghe nè, vợ con nó chuẩn bị cho con đầy đủ hết trơn nè, có bàn tiệc nè, rồi có cái món mà thích là con món bánh canh cua, bánh canh cua. Bánh canh cua ăn Noel á là lạnh bụng đó là nhưng mà ngon ha. À dạ. Má có duyên quá à, má duyên quá. Ừ, má có duyên nên tặng quà má bự nhất nha con. Dạ nha, dạ dạ. Ba về đi vậy, má ơi. Chừng nào con về? Má ơi, vợ ơi, con ơi. Ơi, dạ. Bây giờ phải tăng ca kẹt công chuyện rồi về không có được. Ủa? Bánh canh thì nhà ăn đi. Nhưng mà có quà chưa con? Có chuẩn bị quà chưa con? Quà chưa mua kịp luôn. Thôi để quà Giáng sinh đi rồi con đem quà về cho gia đình cũng được. Ê nhưng mà con ơi, hôm nay là Giáng sinh đêm Noel rồi, có quà chứ con? Rồi về đêm Noel con cũng có quà cho má nè. Quà gì? Chúc má Merry Christmas. Ủa? Rồi quà hiện kim hiện vật có không con? Quà Noel mình tính nha, giờ con kẹt lắm rồi, nhiều chuyện quá đi nè, con phải lo nè. Alo, alo. Mình ơi, mình. Alo. Cà tút. Rồi má, bà nội nó tiếng con gì đó. Trời ơi, nó tắt máy rồi con ơi. Chết rồi, trời ơi là sao vậy hả Trung? Trời ơi, trời ơi, tại sao vậy hả Trung ơi? Là Trung ơi, má bỏ 3 tiếng đồng hồ má đi làm tóc, rồi má bỏ thời gian tiền bạc má đi mua đồ với đôi giày xịn này, thì tại sao cũng không về cũng tặng quà cho má hả con? Trời ơi, tại con á, không biết dạy thằng chồng con là sao hả? Thằng chồng con tệ bạc quá. Má ơi, chồng con là con trai của má đó. Nó nói gì thấy ghê vậy? Mệt ghê, má lo, mày suốt ngày mày chửi con trai má. Mà tất cả cũng tại con cha mày đó. Cha mày là con thằng tệ bạc. Cha của con là chồng của má đó. Má biết rồi. Má chửi nó tệ bạc quá, mà tại sao vậy? Con không dạy cha con dạy con hả? Trời, cái gì vậy má nội? Không tin là má nói được câu đó luôn. Trời, tức quá mà tại sao vậy hả? Làm con phải dạy cha mình cho đàng hoàng chứ. Là không. Nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao trong đêm Giáng sinh vui vẻ an lành như thế này mà vì một thằng đàn ông duy nhất trong nhà này nó không về, nó không tặng quà mà mình đi ngủ được chứ. Mình phải nổi loạn lên, mình phải quậy lên cho thỏa cái không khí Giáng sinh này. Thôi mệt lắm. Cái gì ba con không về mà tự nhiên cái bây giờ nổi loạn là sao? Con không có hiểu. Giờ má muốn gì? Nó không về thì chúng ta không được tuyệt vọng, chúng ta phải vui lên. Bây giờ có bánh canh cua phải không? Đúng rồi. Bây giờ má sẽ vô bếp để làm bánh canh cua. Bây giờ hai má con ăn cái gì nói má làm. Bà nội muốn là con với má con phải ăn mừng Giáng sinh. Bắt buộc. Phải ăn mới được hả? Bắt buộc. Ăn uống sao bây giờ hả? Tô bánh canh cua đó như thế nào? Nói đi, má vô má làm cho, nội làm cho con. Vậy thôi, bây giờ để cho bà nội vui đi má. Ừ. Má với con ăn đi cho bà nội vui nghe. Rồi, đây. Rồi, bây giờ mình được phục vụ nè. Dạ, dạ. Dạ, bây giờ bà nội làm cho con một tô bánh canh cua không cua. À không, bà nội làm cho con một tô bánh canh cua, lấy cua, không lấy giò. Ừ. Con một tô lấy giò, không lấy cua. Ừ. Bà nội làm cho con một tô bánh canh cua, lấy cua không lấy giò, nhưng mà lấy hành không lấy ngò nha. Con lấy giò không lấy cua, lấy ngò không lấy hành. Rồi bà nội làm cho con một tô bánh canh cua lấy cua không có lấy giò lấy hành, không có lấy ngò lấy muối, mà không có lấy tiêu. Con lấy giò không lấy cua, lấy ngò không lấy hành, lấy tiêu không lấy muối. Thôi bây giờ bà nội làm cho con một tô bánh canh cua lấy cua không có lấy giò lấy hành, không có lấy ngò lấy muối, không có lấy tiêu, rồi lấy ớt mà không có lấy chanh. Ủa, con lấy giò không lấy cua, lấy ngò không lấy hành, lấy tiêu không lấy ớt, lấy muối không lấy chanh. À không, lấy chanh. Không, bây giờ con quyết định là con sẽ ăn một tô bánh canh cua không có lấy giò lấy hành, không có lấy ngò lấy ớt, không có lấy tiêu lấy nấm, mà không có lấy quýt. Con là vậy nè, lấy giò mà không có lấy cua, lấy ngò mà không có lấy hành, lấy tiêu mà không có lấy ớt, lấy chanh không lấy quýt, cho thêm miếng tàu hũ. Không, bây giờ của con cuối cùng là cái tô cuối cùng nè. Trời, làm thôi, dạ. Dạ con mời hai má qua bên kia đường ăn giùm con hai tô bánh canh nha. Trời đất ơi, nghĩ làm sao vậy hả? Có hai tô bánh canh mà hành người ta như thú vậy. Trời đất ơi, ăn cái gì mà không lấy này lấy cái kia. Nghỉ ăn luôn đi. Trời ơi, ăn có hai tô mà hành người ta như quỷ gì đó. Mệt quá, không có làm gì hết trơn á. Ai biết đâu, tại vì nãy ta đã không muốn ăn ép ta ăn chi. Đúng rồi, con có nói là con đòi ăn đâu. Tại vì bà nội một hai là ép tụi con ăn chứ bộ. Mà ăn cũng phải khó vừa phải thôi chứ. Đứa lấy này đứa lấy kia, không lấy kia lấy nọ, sao biết phục vụ. Thôi được rồi, giờ tôi già rồi mà, tôi mệt chứ, tôi biết mệt chứ. Thôi rồi, bây giờ má muốn ăn cái gì để con lấy cho. Không có ăn uống gì nữa hết trơn á. Vậy chứ bây giờ bà nội làm cái gì? Ngủ. Má làm cái gì? Ngủ. Vậy chứ con làm cái gì? Dẹp. Gì? Tự nhiên ba người đi ngủ để bắt tôi dẹp. Trời ơi, Giáng sinh gì mà kỳ cục quá à.
Bà hỏi nhìn là biết đồng nghiệp rồi, giờ này mà giác cái bao lén lén vô nhà người ta là chỉ có đồng nghiệp với tôi thôi chứ không ai xa lạ hết trơn trọi. Ê đồng nghiệp gì? Ê đồng nghiệp gì ấy trời ơi, nhìn là biết rồi chứ giờ này 12 giờ đêm đâu có ai mà lén lút chui vô nhà người ta mà giác cái bao bự chà bá như vậy. Nó nghe nè nghe tao dạy nè, nghe không? Mới vô nghề thôi đúng chưa? Hả? Mới vô nghề, mai mốt mà có đi hành nghề, làm ơn làm cho nó có cái tâm một chút. Anh em, nói nghe nè anh em. Có tâm là sao anh em? Không hiểu hả? Bởi vậy tôi nói mấy cái đứa vô nhà nghề á. Cái dĩa nó bẻ thôi mà, cái gì đâu dữ vậy? Cái gì? Đừng có la. Mày đừng có la. Làm đặt mặt mày bây giờ. Im. Cái này á, bọn kia là tai nạn nghề nghiệp, hiểu không? Thế mày nói có tâm là sao? Tức là đi ăn trời, đi vô nhà người ta đó, phải biết đầu tư một chút xíu. Mùa nào thức đó, hiểu chưa? Là sao? Giống như là ha, đang mùa nó ơn rồi đúng không? Mình phải trang phục đồ nó ơn đàng hoàng cho giống với người ta. Như vậy là có tâm đó. Mày lại tóm lại là mày là ai vậy? Mày là ai vậy? Đào tặc. Ê là lương, chủ nhà nó xuống thiệt bây giờ. Bây giờ nghe tao dặn nè ha. Bây giờ mình phân chia lãnh thổ nghe không? Tao ở khu vực bên đây, mày xuống dưới bếp đi. Bây giờ mày xuống bình tĩnh lại. Coi có gì đó mày lấy được mày lấy đi. Bây giờ mày bình tĩnh lại, mày bình tĩnh lại nghe tao nói nè. Mày không phải là người ta kêu mày lại để phát quà ông già. Phát quà Noel đúng không? Đúng rồi, không có phải. Mày không phải là ông già Noel đúng không? Không phải. Mày là đạo tặc đúng không? Đúng rồi. Mà là mày phải có tâm một chút. Cái thứ nhất là gì mày hiểu không? Cái thứ nhất là như vậy, nghe không? Mình nói gì nói, mình đi ăn trộm, mình cũng phải để đứt lại cho con cháu. Bài học dở lòng nè nghe. Mày có vô nhà người ta mày ăn trộm, mày phải chừa lại cho người ta một cái món gì đó. Ví dụ như bây giờ mày ăn cắp cái tivi đúng không? Thì mày lấy cái tivi thôi, mày chừa cộng dây điện lại. Chứ gì? Cho nó mua cái tivi mới nó cắm vô. Ví dụ như bây giờ mày mua một cái dàn máy, con đĩa. Mày chỉ ăn cắp cái dàn máy thôi, mày chừa mấy cái đĩa lại. Chứ gì? Cho nó đút vô mấy cái đầu khác nó coi. Còn nếu như bây giờ mày mà đi ăn cắp cái xe máy của người ta đó. À tao biết rồi, mày phải chừa lại cái chìa khóa. Mày ngu quá, chừa lại cái chìa khóa thì làm sao mà mình chạy được chứ. Tao dặn này nghe không, mùa này thì mày phải bận đồ ông già Noel. Mùa sau ví dụ Halloween thì mặc mày quá trang quỷ cho tao. Đến chi mình đi ra ngoài đường á, thiên hạ dòm thấy mình, người ta không có thắc mắc. Với lại nếu như mình có đột nhập vô nhà người ta thì chủ nhà mà dòm thấy mình, ít ra nó cũng phải tốn 10 giây nó suy nghĩ. À, cha nội này là ai? Không lẽ nào là ông già Noel? Đến khi nó phát hiện ra mình không phải ông già Noel thì mình quơ hết của nhà nó mình chạy rồi, hiểu chưa? Mày đừng có la lớn chủ nhà người ta nghe, người ta phát hiện ra mình bây giờ, hiểu không? Mày sợ chủ nhà la đúng không? Ừ. Mày coi chừng trời. Mày ở chân làm bể nữa. Tao là chủ nhà đây nè. Cầm chọi vô mặt nó. Ăn trộm. Hả? Con chiêu con chơi hết đi con. Còn mệt quá, con đang tính còn mệt quá. Con chiêu nữa, nhưng mà nó xỉu rồi mà. Nó xỉu rồi. Ê, dậy. Qua nhà đang vô nhà người ta rồi nằm ngủ vậy hả? Dậy. Ê, nó nghe nè. Không vậy, tao tung chưởng nữa nha. Ê, khoan. Ăn trộm á mày. Ê, cái bộ đồ thấy quen nha. Trời ơi, ăn trộm mày đặt mặt sơ mi quần tây, trời ơi, nghĩ sao đi ăn trộm, chắc là ăn trộm đêm Noel cho nên phải mặc đồ vậy cho đẹp đó má. Ê,
Ôi, hình như bộ đồ này hôm qua tao mới ủi nè. Mới gì ủi cái bộ đồ này nè, hôm qua. Ê, má. Hả? Đồ này đồ của ba con nè. Ờ đúng rồi, tao ủi bộ đồ này cho ba mày mà. Đúng bộ đồ này luôn nè. Sao giờ nói đây? Dạ người này là... Trời ơi! Trời ơi! Mình ơi mình! Mình ơi mình! Mình ơi! Sao trên phòng mình không ngủ mà mình nằm ở đây mình ngủ vậy? Mở đèn chưa? Mở đèn lên! Mở đèn! 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 Ủa? Mở rồi! Mở rồi! Mở rồi! Xung quanh tôi thui vậy? Chết cha, mày đánh ông chỗ nào mà ông sẵn luôn rồi. Con đánh toàn thi đó. Mình ơi mình sao vậy mình? Trời ơi. Đứng lên đi ba. Con ở trên phòng con nghe lục đục lục đục là má với con nói là ăn trộm chắc rồi. Lục đục là chính xác, trong nhà mình có thằng ăn trộm. Thì đó là ba đó. Ủa? Vậy là ăn trộm đâu? Không phải ba, trong nhà mình có một thằng ăn trộm. Bà nội la, phòng bà nội. Chạy chạy ra bà nội. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nãy tôi đi tôi bị dắp chân vừa, tôi đau quá, giờ con Nguyên ở nhà lên đó đi nha, để tôi lo cái vụ quà. À, quà 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 gì? Quà tôi mua gia đình nè, để tôi lo quên bắt nó đi. Quà phát cho quà giáng sinh. Không phải có quà vậy cái vụ trên kia sao? Có quà để tôi lo cho cái vụ quà. Tự lo đi. Ủa ba chị vụ đây, con đi ra chỗ quà, con thích quà, con thích. Ê nhưng mà quà này của nội, quà này của nội, quà này của con. Trời ơi, ở đâu mà má có hai cái, mỗi một cái được chưa? Ba trời ơi, cái này của con. Quà này của nội, đang trộm nhưng của con đâu? Thôi thằng que tự làm luôn. Đừng có rạch mặt em, đừng có rạch mặt em giống như người đàn bà trên căn phòng ấy. Là cái gì? Người đàn bà trên kia bị rạch mặt máu mềm, thịt thà bấy nhầy. Đừng rạch mặt em như vậy. Trời ơi, đây nè. Người đàn bà có gương mặt bị rạch nát. Ăn cà chua không? Anh chàng thôn quê lên phố rất là ngây thơ, em xinh đẹp như hoa, dân phố khó gần ghê ta. Tôi anh chàng nhà quê lên phố rất là nai tơ, nên đem lòng yêu em vẫn không nói được lời tình. Cho em yêu dòng sông, cho em yêu lũy chè làng xanh thắm. Ơi, anh hát anh hò, cho em yêu mẹ cha già, cho em yêu người dân quê,
cho em yêu mến anh rồi theo anh về. Gì vậy? Ôi anh Út ơi, anh Út ơi, anh Út đừng đi, anh Út đừng đi mà. Tối ngày hôm qua nó nói là hôm nay anh phải đi đến Sài Gòn. Thôi đừng có đi Sài Gòn nữa. Anh phải lên Sài Gòn để anh đổi đời. Chứ ở đây suốt ngày cắm mặt vô mấy cái đồng ruộng này, rồi bao giờ mới cất cái đầu lên được. Nhưng mà em thấy anh ở đây á, là anh còn nguyên cái một vườn ổi nữa, rồi một năm anh thu hoạch cũng nhiều nữa, thì đi Sài Gòn đổi đời làm gì, anh ở lại ở đây với em đi. Trời ơi em có biết gì hết, nhà quê quá đi. Anh chơi Facebook, rồi mấy người ở trên Facebook á nói anh á, nếu mà cái tướng này với cái gương mặt này mà lên Sài Gòn, bảo đảm anh sẽ trở thành hiện tượng. Anh Út à. Sao anh không chịu nghe lời em vậy anh Út? Em đã nói rồi, mặc dù em hàng xóm thôi, mà ngày nào em cũng quen chăm sóc anh, em dặn anh rất là kỹ. Việc qua là lo cái giường ổi, còn mà mọi việc trong nhà làm việc nặng như là khuân giác rồi, chặt chẽ củi rồi, điện hư hay là máy bơm hư phải kêu em qua làm chứ. Ai kêu anh lanh chanh anh làm chi giờ, điện giật quéo đầu anh luôn vậy. Trời đất ơi, Y Út ơi. Em trời ơi em khờ quá. Trước khi lên Sài Gòn, anh phải tinh trang con người của anh, uống tóc, nhuộm tóc, thấy bộ đồ không? Hợp không? Là anh đi nhuộm tóc hả? Ừ. Ai xúi anh vợ? Có ai đâu mà xúi. Trời ơi mấy người trên Facebook nói vậy, vậy. Anh mà lên là thì người ta sẽ kêu anh là chụp hình làm mẫu luôn đó. Anh chơi Facebook nữa hả? Ừ. Anh chơi cái đó anh phải cẩn thận, anh bị gạt, anh bị lừa đó anh biết không? Ai lừa? Trời ơi, em cũng có chơi nè, em cũng có chụp hình em nè, đó em chụp hình em đăng lên Facebook nè. Xong á, mấy người trên Facebook nói em nhìn em giống cái con gì á, thao nam nam thư thư gì đó. Mà Phà. Con nam thư là cái con khùng khùng trong TV đúng không? Em khùng hơn nó 8 lần luôn. Mà hả? Mà xong cái em chụp hình á, xong em chat với nó, xong cái nó kêu em gửi hình cho nó. Ờ, xem gửi hình. Đó, xong cái nó gửi hình lại cho em, xong nó kêu gửi hình tiếp đi. Em gửi liền. Xong gửi qua gửi lại, hồi cái nó nói gửi hình khác đi, mấy hình đó cười nhăn nhăn thấy ghê quá. Em hỏi hình khác là hình gì, nó nói là hình nu dê đó, thấy chưa? Em cũng suy nghĩ với anh, nhưng mà sao hồi nãy ra biết liền nu dê liền. Em qua ngay cái chuồng dê nhà anh đó, em kỹ lắm nha, em dạch nướng con dê đang chụp cái cạch gửi cho nó nu dê. Phải công nhận, nhìn em quê quê phải công nhận em thông minh quá thông minh luôn. Trời ơi, du dê là vú dê. Ừ. Sao anh biết trả lời sao không? Sao mày khùng hả? Ủa là không phải, nó nói du dê không phải là cái hình con nú con dê mà là hình hình gì? À hiểu luôn, em khờ. Em chạy ra phía sau nhà hốt một nắm. Nắm gì? Dòi. Chụp hình gửi cho nó. Ủa liên quan gì tới con dòi? Thì em mới làm hình dòi đó. Trời ơi, hình nu dê là lộ không có mặc đồ. Trời đất ơi, em xấu như vậy trong khi anh đẹp như vậy, mà sao không có ai nói anh chụp hình là lõa lồ để gửi trên Facebook? Anh ơi, bất chấp vậy luôn hả anh Út? Trời đất ơi, anh muốn người ta lừa anh lắm, nhưng không ai lừa được anh đâu. Thôi, em bị lừa thì anh khờ lắm. Thôi, nói gì nói, anh đi đây. Anh ơi, anh đừng có đi. Thôi, ở nhà đi, ở nhà coi cái giường ửa giùm tôi, nghe chưa? Anh con ơi, đi đây. Nhưng mà... Ở anh... nhà. Anh Út! Anh Út, coi chừng bị người ta lừa đó. Vậy là bỏ tôi đi thiệt rồi. Nàng từ đâu đến, nào ai biết được. Hình như cô em từ xa mới đến đây. Mùi hương trinh nữ nhẹ trong gió chiều, quyện vào không gian ngất ngây bao chàng trai. Em là ai? Em là ai? Nàng từ đâu
vàng trong gió đêm. Làn da em trắng, bờ môi em hồng, và đôi mắt em sáng long lanh như vì sao. Em là ai sao đi qua khu phố này làm bâng khuâng con tim ta, em biết không? Em là ai sao lang thang qua chốn này làm xôn xao cả thành phố em đi qua. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em, đây thân xác này linh hồn anh cho em hết không cần gì đâu. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em, đây thân xác này linh hồn anh cho em hết không cần gì đâu. Ồ, tiểu thư con gái nhà ai. Ủa anh đi đâu mà không có dám ra ngoài đường vậy? Anh nè, em chỉ anh nè, khi lên tới đây á là anh qua đường á, anh cứ việc đi, còn cái việc né là việc của xe, anh hiểu không? Anh không cần mình phải né xe. Ồ, anh đúng sợ không? Lắm. Sợ gì? Sợ xe nó cán nòi vẹo. Anh nghĩ sao vậy anh? Trời đất ơi, nhìn cái mặt anh như vậy mà ai dám cán? Xấu xúc phạm người nhìn luôn, có hiểu không? Mặt quê quê. Quê mà dễ thương. Thì người ta mới quê, người ta mới lên mà. Dạ. Nhưng mà em là ai vậy? Em hả? Sao em cao quá vậy? À, xin tự giới thiệu với anh, em là hot girl Sài Thành, tên là Ái Ái. Dạ. Hot girl Ái Ái. Dạ. Ui sao mà em cao giống mấy cây che miễu ở dưới quê anh quá. Anh Kỳ, anh nói vậy em buồn không biết không? Tại vì á, gen của ba má em tốt, cái ba má em đẻ em ra em đẹp em cao vậy nè. Dạ. Ai như anh nhìn quê thì còn chết, còn lùng nữa. Hot girl cao giống như khỉ vậy đó. Trời ơi, có một phần người mà chín phần người ơi. Anh nói gì vậy? Không có, em đẹp. Đúng rồi, chứ ai như anh. Anh vừa lùng, anh vừa còn vừa quê nữa. Sao em không thấy ông bà ta nói hả? Nói gì? Mập đẹp. Cao sang, lùng quý phái. Thì đúng rồi, ông bà người ta nói như vậy. Nhưng mà ông bà ngày xưa đó là những cái thước tất của con người đó. Ông bà đâu có nhìn được hết đâu. Riêng anh là lùng lũng lùng lung. Hiểu không? Lùng xúc phạm người nhìn luôn đó. Không có được. Thôi em ơi, em đừng có chê anh lùng. Nhìn lùng lùng như vậy thôi mà phù tùng nó đầy đủ. Thấy không? Bề ngoài nhìn đơn sơ thôi. Nhưng bên trong tao nói phù tùng nó tuyệt vời làm sao. Thiệt không? Không tin. Không tin hả? Thôi, anh đừng có nhảy nữa. Anh nhảy rồi rước phụ tùng tùm lum tùm la ra đây, ai lượm giùm anh? Không có phải. Ơi, bị gì vậy? Vớ người ta bị giật kinh phong. Không phải. Điện thoại. Trời đất ơi, điện thoại. Đợi anh một chút xíu nha. Alo, Mận hả? Rồi, anh lên Sài Gòn rồi. Tới rồi. Không có sao, không có ai gạt anh hết á. Trời ơi, muốn gạt đâu có dễ gạt được anh. Em đừng có lo, anh đang bệnh công chuyện. Đang bàn công chuyện xíu rồi, rồi anh gọi lần lại nha. Anh Tâm. Dạ. Sao anh? Hay sao? Anh làm gì đó anh? Nữa, điện thoại cái nó kêu nữa nè. Anh có phải tắt cái chế độ rung không? Rung em làm em rung quá. Alo. Biết rồi, đang mùa Noel. Trên đây người ta đang giảm giá nhiều lắm. Mấy cái bầu đầm ha, có 5 triệu đồng thôi. Hồi trước là 20 triệu, bây giờ còn 5 triệu. Anh mua cho em 10 bộ, em mặc về, em đi cây lúa. Được rồi, an tâm đi. Chút xíu anh mua rồi anh sẽ chụp hình gửi cho em ha. Dạ, anh lên thành phố là chính xác đó. Tại vì đúng cái mùa Noel nè, bây giờ người ta giảm giá nhiều dữ lắm. Mà trời ơi, làm cái gì mà 5 triệu một bộ đồ mà mua 10 bộ.
Trời ơi, chảnh gió dữ vậy mà xài điện thoại xịn nữa là xịn. Thế tao bị cắn. Một phần tư nè, một phần tư giường ổi của tôi đó. Hai mươi mấy chai đó. Mới có một phần tư giường ổi thôi. Ừ, hai ba phần nữa. Ừ, ai chảnh thì chảnh nha. Nhưng mà chảnh hơn tôi là không có được à. Anh trai, anh có thể về cái gót ngọc vào trong cái quán em mời uống miếng nước rồi đi vô đây ăn. Khoan. Ơi, cô em xin lỗi cô em. Dạ. Thấy sang rồi bác Hoàng làm họ hả cô em? Không. Ở đây không có ngô. Rủ người ta vô uống nước, rồi bỏ thuốc mê vô nước, rồi cho người ta ngủ rồi ăn cắp hết rồi đồ người ta là sao? Cái thằng quỷ này nhìn khờ khờ vậy chứ. Giống như bạn nó dưới quê dạy hết hàng sao không có ngô. Ok, xé bài này, làm bài khác. Anh trai. Nhìn em vậy, vậy sao mà dụ dỗ anh được. Em mời anh uống nước thiệt. Anh vô đây, mời anh uống nước nha. Thiệt, vô đây với em. Vô đây nè. Mình vô, mình sẽ mở nước ra, rồi mình uống cho mình không có đổ vô ly. Đúng rồi. Bài, cho em 2 ly trà chanh chim vô chị bài. Thôi, phải chị ơi, chị dạy em uống nước chứ em. Trời ơi, em ơi, anh không có chém. Anh không có chém ai không, anh đi quê mới lên. Cái này là cái thuật ngữ trà chanh chém gió là trà chanh. Mình nói chuyện tám á, gọi là tám chuyện với nhau, anh hiểu không? Dạ, đang qua khoan, từ từ. Anh đừng, anh đừng ngồi ghế thấp. Cái cỡ của anh là phải ngồi trên cái bàn luôn, anh hiểu không? Này, cái bàn này. Chị! Trời ơi! Anh từ từ, nước ngon lắm anh à. Cảm ơn chị. Dạ. Anh, em muốn thử cho anh coi nè. Không gì hết trơn á, anh giỡn. Nè, bây giờ cái ly này của em, em mới uống rồi đó. Nếu mà có thuốc mê nãy giờ em ngất xỉu rồi, anh hiểu không? Anh uống đi, anh uống đi. Thôi khỏi uống nó đi, em nói anh nghe nè. Anh nói lại nó nghe này nè. Lại nó nhỏ như này nè. Thôi. Không, cái vali để ngoài đường người ta giật. Anh để sau lưng đây nè, người ta không có giật được, anh hiểu không? Rồi, anh để giật rồi. Với lại nó nghe nè. Lại đây mà. Lại đây. Biết sao không? Em nghĩ đó là bây giờ á, em muốn làm bạn thân của anh, cho nên chúng ta phải ngồi gần rồi mình càng nhẹ nhẹ nó mới thân, anh hiểu không? Không được, mình mới quen mà em. Được, anh hiểu không? Nó không có được. Trời ơi, bớ cho ta. Trời ơi. Trời ơi. 3 ngày mà mày dám ăn hiếp con gái nhà lành. Không có, em ơi. Tôi thấy mắt ông đó vậy. Không có mấy anh ơi, mấy anh nhìn lầm này. Cô. Anh ơi, cướp sát em anh ơi. Trời ơi, ngày ban mặt. Cô đẹp người mà sao mà cũng em có nghe anh nói em nghe từ đó anh ơi. Trời ơi, em là nhà con gái nhà đàng hoàng, anh hiểu không? Em bận đồ kinh trọng cao tường gì lắm, không biết anh đẹp xuống sao mà giờ cáo mất tiêu, giờ còn cáo ống không anh ơi. Bớ người ta. Bớ gái mày. Nín. Hai đứa đi qua sau lưng chị. Chị nói cho em nghe chưa? Đi lên đất Sài Gòn này em phải thông minh một chút xíu. Trời ơi, nó mà ngu ngốc như vậy. Tụi bay đi. À quên. Giữ lên. Nắm đầu lại. Lẹ lên. Chúng chiến là em quên. Còn à, một phần tư cái giường ở nó đâu rồi? Dạ em. Thôi được rồi, để em bình tĩnh, không có gì hết trơn á. Cái này là cái nghề của em. Bớ mày giả cho mặt mày, tao giả không? Mày tao giả. Mày bớ không? Mày bớ cái gì? Hả? Nín nghe chưa? Bỏ mày. Nè, cho hai đứa về đi chơi. Ăn cướp. Nó đi ba ly rồi. Nhà quê mà. Bơ người ta ăn cướp. Anh Úc ơi. Mận. Ủa. Tiếng của Mận. Mận ơi. Mận. Em cũng lên Sài Gòn rồi.
Sao mà ra nông nổi như vậy á anh Út? Anh Điên, đồ đạc anh đâu hết rồi? Anh Điên, người ta gạt rồi. Anh không có nghe lời em. Người ta có làm gì anh không? Người ta có đánh anh không? Người ta có đánh anh không? Không có sao, anh chỉ bị mất đồ thôi. Không sao, mất đồ rồi mình về mình làm lại được. Mình làm lại được. Bây giờ anh về với em, về với cái giường ổi của anh nghe. Cho em yêu ruộng đồng, cho em yêu dòng sông, cho em yêu lũy chè làng xanh thắm. Cho em yêu mến anh rồi theo anh về. Dạ, con chính xá mười lại ông thần rắn. Dạ, con lại mụ bà ở trên, con lại bà Thanh Xà, bà Bạch Xà. Ở đâu có kéo về đừng kéo về quán của con, phù hộ cho con làm ăn ngon lành. Trời đất ơi, từ ngày thằng cha năm, thằng cha bị rắn nhập, nguyên một cái sớm 6 giờ không ai dám ra đường, thấy ghê quá, sợ quá. Con lại ông thần rắn, đừng có về cắn con chết con. Chắc là một âm thanh của chiếc lá vàng rơi thôi nhỉ. Không có gì đâu. Không lẽ nó, con không có giỡn đâu nha. Ông thần gắn ơi, ông đừng có hù con sợ lắm, ông đừng có giỡn đâu nha. Con không có giỡn đâu. À, cái gì vậy, làm sao gì thì cái vậy. À! Ai vậy? À! Cái gì vậy? Tần ơi, Tần ơi, chú. Cái gì vậy? Ông làm gì ông trường với con rắn vậy ông nội? Ai vậy? Người hay rắn? Ông nghĩ sao cái này mà rắn? Người chứ rắn đâu rắn. Người ha? Người nè, chân chạm đất nè, đó. Trời đất ơi, mày người mà sao cái mặt mày giống con rắn vậy? Cái mặt này giống con rắn hồi nào? Cái mặt mày nhìn y như con rắn mối. Mặt đâu mục không vậy mày? Cái mục này là ba má đẻ. Ba má đẻ cười đẻ ba mục. Ta sợ muốn chết rồi, núp ở đâu trong đó? Núp ở đâu, té vô giọng chứ núp ở đâu? Thằng chú mày là dân đâu về sao thấy bị lão quá kìa. Trời ơi, con ở trên chỗ khác, con xuống đây để lấy tin nè. Cái gì? Xuống đây để lấy tin. Mày lấy tin đúng không? Đúng rồi. Mày lấy tin thì mày qua mày kiếm sáu nọc heo mắc mới thì mày qua quán rượu của tao chi mày. Ủa, lấy tin gặp ông sáu nọc heo, ông biết tin hả? Thì mày gặp heo mày lấy tin heo đúng không, mày lấy nọc đúng không? Ông điên quá ông nội ơi, xuống đây lấy tin, ở đây là tin tức á. Tức cái vụ mày lấy tin. Ủa làm sao? Mày nấu tiên nấu dịch, cái đó là người ta gọi là lấy tin, còn cái kia là lấy tin có hát nha mày. Tụi không lấy tin heo. Không, ở đây con lấy tin là lấy tin không có hát á, lấy tin á. Mày nói rõ ràng, mày lấy tin gì? Lấy tin về cái vụ mà ông Năm gì đó bây giờ người ta kháo ầm lên kìa. Chú làm gì vậy? Cái tin mà cái ông mà ông ăn rắn xong ông bị rắn nhập đó. Giật cho mày chết đi. Ai giật chú hả? Nhổ nước miếng nó lại liền. Gì? Nhổ nước miếng nó lại liền, nhanh lên. Nhổ ở đâu? Không lẽ nhổ vô mặt tao? Dạ. Cái thằng này nó dơ thiệt á. Điên, dễ sợ điên luôn hả? Tao nói mày nhổ nước miếng mày nói lại. Nói tầm bay tầm bạ không? Nhổ đây hả?
mày nhổ ngược lên trời để mày lấy cái mặt mày hứng. Rồi giờ con nói lại nè, con xuống đây con lấy tin cái vụ mà ông Năm. Trời ông ơi, tao nói im cho miệng lại, tao nói là không có nói cái chữ đó ra. Quở quan nghe thần rắn đúng không? Trời đã coi thấy chưa, nó nói nó làm cho tôi nói ra luôn hả? Không có nói cái chữ đó ra, bây giờ linh thiêng lắm rồi. Trời đất ơi, ông giật cho chết nghe chưa. Ủa linh lắm hả chú? Trời ơi ghê lắm. Chú hèn chi á, hồi nãy lúc mà con về đây á, con đi đường á. Ủa mày đâu rồi? Đây nè. Trời ơi, sao tao lấy ghế là mày gần sau lưng tao, mày chí vậy cái thằng này thiệt. Bỏ bớt lại ghế đi. Ừ con ghế đúng không? Nội ơi ra đây đi, con hỏi xuống chút xíu con lấy tin coi đó. Ừ ngủ ghê vậy đó. Mà tao ngồi đâu? Cái thằng này ngộ ghê, có cái ghế không cũng mà vô sát được cái đứa này đứa nọ. Tánh kỳ cục. Trời ơi bây giờ có lấy ghế không? Một đứa lấy, tao nghe mày. Mày để sớt. Tánh kỳ, mày ngồi yên đó luôn. Đó. Rồi, giờ đi lấy ghế cho tao đi. Để tao ngồi đây. Giờ hôm nay tao già, tao đi lấy cho mày. Mắc cười cái thằng này. Thôi ngồi đi. Ông để xuống. Ngoài đây tao nói chuyện mày. Cậu là người dùng xa tới đi lấy tin đúng không? Đúng rồi, bây giờ con nói cho chú nghe, hồi nãy lúc con lên xuống đây là con đi bằng xe máy. Thôi yên. Khổ lắm. Con chạy xe máy xuống giữa đường, xe đứt lê máy rồi. Ghé vô sửa xe xong bắt đầu đón xe ôm chạy xuống đây cho kịp giờ. Mà được cái nghe nói xuống cái xã này lấy tin mà cái vụ mà ông Năm á, ổng bị rắn thần nhập đó, ổng ăn thịt rắn đó, là không ai chở con xuống hết. Chứ gì nữa, xuống tới tận đây nè, xuống cho bị giật chết rồi làm chi. Tao nói mày nghe, mày không phải là người đầu tiên đâu nghe. Cái xóm này bây giờ linh thiêng lắm. Trời đất ơi, ông Năm ổng ăn thịt một con rắn xong cái ông bị quá rắn, ông nằm xuống rồi ông trường, ông bò, cái da rắn ông mọc ra nghe, cái ông ngứa, rồi xong cái ông khè ra, cái lưỡi ông lè ra, rồi không đi được nữa mày, bò về tới nhà luôn. Ghê rồi vậy? Từ cái ngày đó tao nói nguyên một cái sớm không ai dám ra đường 6 giờ tối là nó vắng que. Trời ơi tao nổi hết da gà tao. Bởi vậy đó, hồi nãy con đi bộ xuống đây, đi lững thững mười mấy cây số mệt chết luôn. Đi ngang chỗ này tự nhiên cái con đang đi, con dấp cục đá té văng vô đây, cái chú gặp con, chú la hét sùm. Khiến đó, cái đó là khiến đó. Khiến sao? Thần rắn khiến, ta biết mày nhiều chuyện, dắt mày vô gặp tao. Chứ đâu phải ai cũng dấp được như mày. Người ta già là người ta mờ mắt ta dấp, chứ còn đâu phải ai cũng dấp được như mày. Đâu, con dấp cái cục đá ngay chỗ gốc cây đó kìa. Thì đó. Cục đá đó là gần ở đó mà, tại vì nó nhỏ tôi không thấy nè. Ra đây ngó coi cục đá này nè. Sao? Đá này nè. Ơ, cục đá nào dựng ác vô như sợ. Điên đã làm gì có đá. Cái này là gốc cây. Đó. Mày đi mày dắp mày té chứ đá đâu cũng mắt. Ủa, mày mờ. Cứ nhìn kỹ coi cái cục đá đây nè. À mày ơi, mày nói một hồi đó rồi nha, tao nói một con ma rắn mà nó hiện ra một cái. Ông này ông đi. Ê trời ơi. Ê. Sao vậy chú Tám? Trời ơi. Vậy chú Tám. Ê khoan, mày ra ngoài kia đi, mày đứng ngoài kia đi nha. Mày cứ kê vô mặt tao, tao nhìn thấy cái mặt mày rồi tao xỉu. Cứ xỉu lên xỉu xuống thì chừng là tao mới dậy được mày. Tám bị sao vậy Tám? Trời đất ơi, con bông xàm đau. Ô đau mà mày biểu cảm gì luôn hả? Cho con hỏi cái đi. Cái gì? Đây là ai vậy? Con này là cái con bông xàm bán nước mía sớm cái hàng bên, cái hàng cái bên đây nè. À, xe nước mía này hả? Trời đất ơi, tao đã sợ ma rồi. Mà cái mặt nó y như con rắn, nó vi lai luôn, nó để tóc dài nên nó y như ma rắn nhập, mà nó cứ xả vô mặt tôi bài tôi hết hồn. Gì vậy chú Tám? Có cách nào cho mày nói chuyện bớt nguy hiểm không? Chú ơi, ở đây đang có người lạ cho nên con giữ hình tượng đó chú. Cất đi, bình thường đi con. Bình thường đi chú ha. À, trời ơi, vậy đó, từ nãy giờ con quậy lắm đó chú. Ủa, ai vậy, ai vậy, ai vậy? Con thấy cái xóm này bắt đầu quyền bí rồi đó. Ai vậy? Đây là... Em làm được. À. Em ở trên thành phố xuống đây, em lấy tin. Không phải lấy tin heo đâu má. Mày diễn sâu giống tao quá à. Em nó lấy... biết đâu tự nhiên tan gái nhẹo nhẹo, cái tự nhiên nó lấy tin cái là mất cả. Trời ơi. Trời ơi, chị, em xuống em lấy tin mà tin không có hắc á. Không có hắc thì
nói là lấy tin. Dạ. Tự nhiên lấy tin là mắc cỡ. Mình cũng không nên đứng gần nó lắm. Tao nói thiệt, nói chuyện với con này mà không có vỏ là chết. Ôi, chị ngồi đi chị. Mày gặp đúng rồi. Được rồi, để em tự đứng, chị ngồi đi. Uống nước mía không? Hả? Uống nước mía không? Tôi lấy nước mía cho uống. Hàng nước mía của nó mía siêu sạch. Mía tôi đó. Giờ tôi để xe trọng chứ giờ không biết sao để tôi vô trọng tôi lấy nè. Mày nói uống đi nước mía đi, nó có khách hết á. Dạ, cho em ly nước mía. Ừ, để đi, tôi vô cho bên kia tôi mua. Qua hàng khác tôi mua. Còn Điền, nói chuyện với ta luôn đi. Sao? Cái con này nó bán nước mía ngộ ghê, nó bán nước mía mà không bao giờ nó lấy nước mía của nó. Cứ người ta uống một ly nước mía là nó phải qua hàng nước mía kế bên nó mua cho người ta. Tôi rất tức tại sao vấn đề nó nằm ở đó đó. Nhưng mày đừng có làm một cái con bán nước mía, mày làm một cái con bưng nước mía đi. Không, làm thuê nhà hàng kế bên đi. Không phải, cái xe này xe của tôi thiệt. Mà bây giờ không biết sao tôi vô chổng tôi bán nè. Muốn bán không bán được. Con giờ điên. Sao vô? Ủa, túm lại là em xuống đây em đang lấy cái tin cái vụ mà cái ông bị rắn nhập á. Ngồi đi, đúng người rồi. Đây nhỏ này nó chứng kiến. Cái vụ gì? Thần rắn đúng không? Năm sĩ, vụ năm sĩ ăn rắn. Sao vậy? Mày u cái gì? U. Mày ngồi đi, có cái ghế mày ngồi chứ đàng hoàng cái thằng kia. Thì đó nãy giờ ngồi lên đàng hoàng để nói chuyện với nhỏ này. Em nói thiệt em nể chị là con gái. Thôi ngồi đất ha. Ừ, nói nào dạ. Ngay chứ cũng không có nên ngồi cao con. Dạ. Ừ. Trời ơi, nói về thần rắn là sao vậy? Ở đây không có ai mà biết rành bằng tôi với ông này hả? Nó chứng kiến. Ờ, chú cũng chứng kiến đúng khoan, không? Khoan. Để em lấy máy làm ghi âm đi. Ủa này máy, là gì? Máy ghi âm để em lấy tin về em giết bà. Đúng. À, dạ. Đúng rồi, nên. Nói lớn lên đi. Nói lớn lên. Dạ, mày nói nhỏ nó ghi không được để cho nó hiểu cái câu chuyện. Tôi nói cho anh biết nghe chưa, bữa đó dễ sợ lắm. Kể lại đi. Ông Năm. Khoan. Gì? Nổi da gà để tôi sợ quá, tôi còn có ro lại nữa. Ừ. Ông Minh Họa ghê ha. Bữa đó ông Năm ông đang ngồi nhậu ở đây. Rồi. Ông bị ngay đây. Tự nhiên ông đang ngồi nhậu, ông vừa xé con rắn ra. Tự nhiên ông dậy lên. Gì nè. Không được, như cái da của ông hả? Trông hết trơn hết trội luôn, giống như là con rắn mà nó lột da vậy đó, hiểu không? Cái bắt đầu cái ông thở. Y như một con rắn. Cái này không phải con rắn. Cái gì? Này là con chó. Y vậy đó. Là ông bị nhập rồi kìa. Cái này diễn hơi sâu nha. Tao tao minh họa cho mày thôi, tao sâu sợ. Quá, sâu tao quá. Sợ không hình dung ra câu chuyện. Hiểu hết, leo lên đây tôi kể tiếp cho nghe nè. Mà tôi nói á, bữa đó dễ sợ. Đi ra. Ghế hai mọi người. Cảm ơn cưng. Ngồi chính giữa nè cưng. Ở đây. Ngồi chánh điện nè. Ngồi xuống. Từ ngày đó, ổng trở thành một cái người linh thiêng ở trong cái khu này. Tất cả mọi người tiếp xúc với ổng đều giàu lên một cách đột ngột. Hết bệnh luôn. Ai mà bị bệnh mà tới gặp ổng một cái, ổng liếm một cái là hết bệnh luôn. Ù, bệnh cái liếm là hết hả chị? Liếm hết liền. Liếm ở đâu mà hết? Bệnh ở đâu liếm ở đó. Ù, ghê vậy. Mày mà cái mục rùi của mày ổng liếm cái hết mục luôn đó. À. Ê, cái này lợi trị được nè. Được không, được không? Được, lợi đẳng đi, ổng liếm một cái mất sạch. Vậy dắt em qua bệnh liền. Được, đi một chút đi liền nha. Nhưng mà tôi nói cho nghe, bây giờ lâu rồi tôi cũng không có qua bệnh được nữa. Tại vì nghe nói là bị giam ở trong cái căn gì đó. Người ta phong tỏa ổng rồi. Giờ ổng nhốt ổng lại luôn rồi, bị gì ổng là thần rồi. Bây giờ ổng dễ sợ lắm, ổng không có tiếp xúc với con người được nữa. Có đốt nhang luôn. Nhưng mà bây giờ người hoa ta luôn. Đúng rồi, bây giờ người ta có những cái gọi là vật phẩm mà liên quan tới ổng là người ta nên mua để mà phòng thân. Bùa đúng không? Đừng có nói chữ bùa nghe nó kỳ, đó là vật thiên thân. Thí dụ ai bùa mình cứ nói bùa đi, chú Tám không có gì hết trơn. Thì đó này đại khái nó đại khái. Mày đợi tao xíu. Đâu ạ? Tao sẽ bán cho mày một cái này. Không phải ai tao cũng bán đâu. Mày tin tao đi. Đây. Khủng khiếp chưa? Chú nó khủng khiếp chỗ nào? Nó không phải là một cái chén bình thường. Đây là cái chén tại hiện trường của vụ án ông Năm Sĩ. Ủa? Làm sao chú? Hồi hôm bữa ông Năm Sĩ lúc ông ăn con rắn xong, lúc ông quá rắn, ông ngã xuống, ông té, ông cào. Trong lúc ông cào, ông vơ, ông vào thì ông khều chung cái chén này. Ghê chưa? Ô, chỉ có khều trúng thôi mà bây giờ nó thiên rồi hả chú? Mày tin tao đi, cái chén này mày mua về mày ăn cơm không ngon mày quýnh tao. Tào lao không ơi. Chén nào ăn cơm ngon, đói ăn bụng dừa cũng ngon lắm nội. Bởi ông á,
buôn bán mà thiệt tình không biết gì trơn. Trời, để tôi đây nè, bỏ đi, cái này không phải, cái này sai rồi. Cái này mới ghê đó, thấy chưa? Thấy cái gì đây không? Sợi dây. Đúng, cọng dây này lúc đó cột con rắn. Dây cột con rắn? Con rắn đang bị cột. Ồ. Sau đó ổng mới bứt cọng dây ra, giống như con rắn nó sống lại vậy đó, hiểu không? Cái bắt đầu cắn ổng. Ổng cắn lợ hút máu ổng. Nuốt luôn. Nuốt luôn. Ủa sao nãy chị nói ổng nhậu con rắn mà? Thì đó, hai đứa nó cắn qua cắn lợn, hồn rắn nằm trong bụng ổng đó. Như gì nữa, cái sự tích đó là vậy? Sai. Không có sai đâu. Nè, y vậy là cái sợi dây này là tiếp xúc với con rắn cho nên nó thiền. Nó thiền cái lắm. Dây đó là cũng còn đỡ, mình nên mua đi. Đây. Đây, đây. Cái này mới ghê, cái này ghê nè. Cái này ghê. Biết ghê. Gì không mà ghê? Không. Rảnh, không biết mày rảnh. Ủa nãy gì vậy? À cái này là cái nút áo tao bữa xúc tao để thì không có gì hết. Trời đó, ghê này, trời, cất luôn, ghê lắm. Không, còn cái này khác, cái này mới ghê nè. Cái gì? Đây. Ha. Đây là cái miếng sành nha, mà hôm trước á, lúc mà ông Năm Sĩ ông té xuống thì con mẹ bắn mía kế bên hết hồn, rớt cái ly xuống thì cái miếng dụng ly để tao lụm lên tao làm đó. Đó đó. Ủa nó liên quan gì trong cái khuôn viên này? Mày mắc cười quá. Nếu không vì ổng làm sao cái ly đó rớt xuống, hiểu chưa? Ê, có khi nào ly nước mía này của tôi không vợ chú Tám? Không, nước mía mày bán bên này mà người ta bên kia mà ngộ quá à. Ủa vậy hả? Ổng là ổng bên này. Thôi vậy là mấy cái thứ này là chưa có thiên, con muốn mua cái thứ khác kìa. Thứ nào? Mày đừng nói mày mua ổng nha. Thôi bậy, ổng là giờ vô giá rồi mua không có được. Ừ, chứ mua con gì? Muốn mua là mua cái tấm thớt mà làm thịt con rắn á. Cái đó nó mới thiền. Mày dạ. Mua ngặt quá à. Ê, nhưng mà có nha. Có luôn hả? Tôi có nha. Để tôi, để tôi. Ê, mày bán buôn riết, mày làm lố, mày thớt đâu ra? Đi ra bộ ảnh cho tao hộp đội bộ, cái tôi đi đi bộ ảnh. Thớt đâu? Thớt thì lấy mình thớt ở nhà nó, mình làm cá cũng được mà. Tanh mùi cá đâu phải mùi rắn thôi. Nó biết con mùi rắn, mùi cá để phân biệt được không không? Mày tào lao. Sao phân biệt được? Nói nó mùi rắn đi. Ừ, nó mùi rắn, nó tin mùi rắn. Dạ, chị rồi. Ừ, giờ qua đây phụ nè. Em lấy thớt không? Thớt không? Thớt làm rắn nha. Làm rắn, bảo đảm. Không lấy thớt làm cá nha. Cái thớt làm rắn nó tanh vị khác, cái thớt làm cá nó tanh cái vị khác nha. Mày xạo hả Bưởi? Vụ này biết không? Tanh, biết chứ, tanh cái vị sao? Mà làm rắn là nó tanh, mà nó tanh cái vị mà tanh hắc hắc á. Còn cái vị làm cá nó tanh mà trên đó cứ dính dãy cá. Ơi mày ơi, cái thớt hôm bữa ổng dính rượu của ta rồi. Bán rồi, cái thớt hôm bữa có người tới mua rồi, quên. Còn một cái thớt, cái khúc còn lợi của nó còn mà. Còn không? Bữa tắt ra làm hai còn à, nữa. À, vô lấy. Nhanh, vô lấy đi. Mà đúng cái thớt đó nha. Ừ. Không có lấy cái đồ chêm thùng rượu nha. Dạ. Thớt mà. Có không nội? Hả? Có không? Thì kiếm cái đã mới biết chứ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, con lợi con thật rắn. Ê, ghê quá. Ê, ông Hiển ra. Trời ơi. Làm gì lại tôi vậy? Tôi sợ ông quá à. Tôi nghe đồn ông chết rồi mà. Chết đâu mà chết. Ông Năm ơi, ông có sống khuôn tái thiên, ông đừng có về đấy, ông Năm ơi. Trời ơi. Ê, tôi với ông giống đang múa không ta? Thôi. Sao tự nhiên mình dám vũ đoàn? Xin lỗi, chúng tôi không phải vũ đoàn ABC. Đây đâu có phải là rắn, đây là ông Năm Sĩ. Ai không biết? Mà lại tôi gì? Sao lại? Ông nghe đồn ông ăn rắn rồi, ông quá rắn rồi, ông chết rồi, ông thiên. Chưa có chết. Phải không? Chưa có chết mà bị nhốt thôi, hiểu không? Bị nhốt thì thế nào cũng đúng rồi. Rồi, cả tuần lễ nay vợ nó nhốt ở nhà có đi ra được đâu. Ủa sao bữa nay nói được rồi? Có câm đâu không nói. Không, hôm bữa ông có nói được không nội? Bữa lè đúng không? Đúng rồi. Bữa đó ngọt thở quá, thở không nổi. Lè lưỡi con ai cứu không cũng bỏ lỡ cho nhỏ. Tại sao? Ông chết hả? Tại sao ông ăn con rắn xong thì ông bị nổi da rắn? Dạ rắn gì nó ngứa, gãi chứ nổi gì. Tróc da chứ gãi. Vậy tại sao hôm bữa khò khè? Khò khè đờm nó đính dính một đống ở đây sao thở? Sao tự nhiên trường tới giờ này vậy? Tào Tháo ngược cả tuần lễ nay đi đâu có nổi đâu. Bây giờ chốt hạ là túm lại tại sao mà ông bị như vậy? Nhậu. Tại sao mà nhậu mà bị như vậy? Rượu ở đâu ra? Đây, ông Tám bán rượu độc. Uống bị trúng thực. Hồi nào? Bữa đó
Vậy là không ha. Thứ là tôi không có bán sao? Buôn bán mà rượu giả ăn chi, để ta uống xong người ta bị ngộ độc là có sao? Ác dễ sợ ác luôn á. Trước khi nhậu á tôi uống ly nước mía của mày. Thì đó, đi uống được mày ơi. Mày cũng ngựa. Ừ, đó mày quở cho dữ vô. Không có nha. Tôi uống rượu con tám hàng ngày nha, làm gì có độc. Tôi uống nước mía nó một ngày 4 ly tôi không sao nè. À. Ông uống nước mía mà ông có nhậu rượu của ông không? Ông. Cái đó là do ông trộn hai thứ đó lại chi. Bây giờ quan cãi cái chuyện mà rượu hay nước mía, bây giờ hai người theo tôi lên huyện. Ê, làm gì lên huyện? Làm gì lên huyện? Mày không có tư cách gì mày nói chuyện đây. Mày không có cửa nghe mày. Cái người là ai? Tôi là người của huyện nè. Người của huyện là ai? Người của huyện thì huyện cử xuống đây để giải quyết cái chuyện mà gia đình anh chị Năm thưa lên trên đó, cái chuyện mà mấy người gây rối trật tự công cộng nè. Mày xích ra đi. Mày là người của huyện sao mày không đẹp trai mày sao sao? Đây nè ông Tám. Ông Tám với con Sàm. Sao? Tôi đi thưa. Làm gì thưa tụi tôi? Làm mày thưa tụi tôi. Nghĩ sao mà mấy ba mấy má đồn là tôi là thành quỷ mà gán hay gì á, cho người ta bu vô nhà trời ông Năm ơi cho số đề, ông Năm ơi gì tôi có biết gì đâu mà cho. Thì đúng rồi, nhờ cái vụ ông mà sớm mình mới đông đúc lên tôi mới giữ xe được. Trời, một chiếc tới 20 ngàn. Nó là bán nước mía là phụ thôi, bây giờ là nó giữ xe. Tôi giữ xe. Mấy cái người đi cúng ông không là nó cũng giàu rồi. Ừ. Còn tôi là ngoài bán rượu ra, giờ tôi chuyện có bán nước xăm, nước mắm rồi đó. Đó, gì đó nên giờ nói chuyện đi. Nói rồi chuyện xong đi. Nãy giờ ghi âm vô hết rồi. Ủa gì? Ghi âm làm gì? Đưa lên trên huyện. Trời, thì bây giờ người ta thuyên thì mình gọi là liên doanh đó trời. Liên doanh cái gì? Bây giờ hai người gây rối trật tự công cộng. Hai người như vậy tôi đưa hai người lên trên huyện giải quyết, chứ ở đó mà giỡn với tôi hả? Ê nè, không có vậy nha. Tôi là tôi thấy cái vấn đề này bất cập nha. Ủa cái gì vậy? Người ta bị như vậy thì tôi chỉ đồn lên thôi mà tôi tội gì? Đúng rồi, mà không lẽ bây giờ bắt tôi tội đồn? À, tội đồn hả? Không lẽ bắt tôi cái tội làm ăn nhiệt tình, tội bán bùa. Bùa gì? Cái này bùa gì? Cái này bùa gì? Nè. Cổng dây đó mà có ghi chữ bùa không? Nè, cái nút áo nè, nút áo nè. Trong đây có ghi âm hết, mày đừng đưa cái bịch đồ ăn ra. Mày khùng quá. Trong đó là cái gì mà cứ hù hù. Tự nhiên mày đưa bịch soi ra mày nói chuyện, mày khùng. Dạ dạ, thưa hai anh chị, hồi nãy là hai anh chị ghi âm, hai anh chị nói rõ nhất. Này đó, cái này nó ghi âm rồi đó, là cái bằng chứng nó có rồi. Không, hồi nãy nó có ghi âm, hồi nãy tao nhớ tao kêu nói lớn lên cho rõ nữa. Ngu chưa? Thì đó. Bây giờ mày đó. Tôi nói ông nghe chưa? Ông hay lắm. Bây giờ nè, giải quyết đi, triệt để đi. Cái vấn đề này bây giờ sao nè? Mày hay quá, người ta ghi âm mày sắp bắt tới nơi. Mà mày bắt cái gì? Mà mày tôi tỉnh nói với ông biết mày buộc khởi tôi quá. Không cho ai bắt tôi hết trơn hết trời á. Mày làm gì mày làm được gì? Không cho bắt. Mày làm gì? Đi. Đi đâu? Đi lên chém đầu thú trước đi. Hả? Đi. Trời ơi, con đi ăn đài à. Cái gì vậy trời?